Rồi hôm nay nữ nhẫn cho em đi vào cái bài số 6 của hóa 11 trên trình sáng tạo ha. Cái này nó thuộc chương 2 á. Hôm mình làm được tới bài 5 rồi. Rồi bài này nó là sulfur, tức là S gọi là lưu huỳnh á, và sulfur dioxide tức là SO2 á. Rồi cái SO2 mục tiêu là nêu được các trạng thái tự nhiên của nguyên tố sulfur. Thứ hai đó là trình bày được cấu tạo, tính chất vật lý, tính chất hóa học và ứng dụng của lưu huỳnh đơn chất. Rồi, thực hiện được thí nghiệm chứng minh lưu huỳnh đơn chất vừa có tính oxy hóa tác dụng với kim loại, vừa có tính tự tác dụng được với oxygen. Rồi, trình bày được tính oxy hóa tác dụng với hydrogen sulfide tức là H2S và tính khử tác dụng với nitrogen dioxide tức là NO2 trong không khí, và ứng dụng của sulfur dioxide SO2 là khả năng tẩy màu, dệt dệt nấm mốc, vân vân. Trình bày được sự hình thành sulfur dioxide do tác động của con người tự nhiên, tác hại của sulfur dioxide và một số biện pháp làm giảm thiểu lượng sulfur dioxide SO2 thải vào không khí. Đúng không? Rồi. Thì chúng ta sẽ đi vào cái đầu tiên. Đó gọi là gì? Mở đầu, khởi động, đặt vấn đề, gợi mở và tạo hứng thú vào bài học. Tức là phần này. Sunfua gọi là lưu huỳnh á, tiếng Việt gọi là lưu huỳnh, còn được gọi là lưu hoàng. Đấy, gọi là lưu hoàng, nhưng mà tiếng Việt nói chung là cái tên này là tên tên đúng của nó đó, nhưng mà mình gọi là quen là lưu huỳnh, hay gọi là sinh diêm vàng, hay gọi là diêm sinh, có nhiều tên ha, đã được biết đến từ thời cổ đại. Nguyên tố sulfur có những tính chất gì và được ứng dụng vào sản xuất đời sống của con người như thế nào? Rồi thì bây giờ mình sẽ trả lời cái câu hỏi này ha. Đó là tính chất cơ bản đó của sunfua, tức là ta sẽ biết được các tính chất khi mà học hết bài này mới biết được, nhưng mà sẽ giới thiệu trước. Đó là tính chất vật lý, đó là gì? Sunfua đó là chất rắn nè, lưu huỳnh là chất rắn, màu vàng, có màu vàng, không tan trong nước, tức là không có tan được trong nước ha, tan nhiều trong các dung môi hữu cơ. Hữu cơ này mình chưa có biết, mình phải qua chương chương sau nữa, chương nữa mình mới biết được cái mình học hóa hữu cơ á. Đây bắt đầu từ chương 3 trở đi nè. Là mình học hữu cơ cho tới hết học kỳ 2 luôn. Tức là từ cái chương 3 trở đi là ta học hữu cơ không. Mà hữu cơ khó hay dễ? Khó nha. Hữu cơ khó đó. Chứ không có dễ. Em hiểu rồi. Tại vì sao nó khó? Tại dường như là nó mới hoàn toàn, nó không mấy cái này mình chưa có biết được ở cấp 2, tức là không, đa phần là không biết được cấp 2 cho nên nó khó. Còn thí dụ bạn học vô cơ bạn thấy nó quen, hữu cơ chứ thấy nó quen đúng không, bởi vì cấp 2 mình cũng đã biết mấy cái này rồi, và biết sơ sơ rồi. Đó. Chứ nếu mà nó thật ra khó thì cũng không phải là khó, mà nó lạ, cho nên
đòi hỏi mình phải nắm nhiều kiến thức, mình nhớ nhiều nữa mình mới làm được ha. Thì tới chương 3 đi, thầy dạy mấy em sẽ biết thôi. Đối với thầy thì nó khó hơn vô cơ, bởi vì những bài tập vô cơ cỡ nào thầy làm nó cũng nhanh nhẹn hơn, dễ dàng hơn là vô cơ. Vô cơ sử dụng tính chất rất là nhiều. À. Tức là hầu như bài vô cơ là thầy thấy không có, cho dù cái đề thi những câu cắt điểm của nó thì đối với thầy thấy cũng bình thường, còn hữu cơ là hơi khó nha. Ai mà nói bình thường với người đó tôi cũng không biết nói làm sao. Giống như mình hiểu không, giống như lớp 9 hỏi đường tròn à, thì thực chất là thực tế thì theo thầy nói là bình thường không khó, nhưng mà nói về cái đường tròn câu C là khó chứ không có bình thường được. Hỏi về rất nhiều kiến thức mới làm được đó. Nói vậy bạn tưởng tượng được, nhưng mà chiếu cái lớp 9 là bạn hiểu không? Tất cả vậy đó, để làm được mấy bài khó giống như mấy bài lớp 9 câu C đó. Rồi biết rất nhiều thứ liên kết lại mới làm ra được. Rồi tăng nhiều trong dung môi hữu cơ như benzen này, mấy cái này nữa mình học hết mình sẽ biết nha. Tức là không dùng nước mà dùng benzen đã vô thì nó tan, là đi sunfua, sunfua, sunfai, đi sun, đi sunfai. Tức là gì? Carbon đi sunfai là C S2. Rồi, tính chất hóa học, rất là nhân vật lý. Là khi tham gia vào ứng hóa học. Sunfua có thể thể hiện tính oxy hóa. Hoặc tính khử. Trong thực tế, hầu hết các phản ứng của sunfua chỉ xảy ra khi đun nóng. Rồi. Rồi tức là sự trong phản ứng hợp sunfua thể hiện tính oxy hóa hoặc tính khử, nó tăng hoặc nó giảm, bởi vì nó không, và số oxy hóa của nó cụ thể đó là -2 không à, thường là nó thể hiện cái đó, hoặc là cộng 4 hoặc là cộng 6 à, mấy cái đó là mấy cái mà nó xuất hiện nhiều nhất, được chưa? Rồi, tiếp theo đó là một số ứng dụng của sunfua. Bạn học hóa này thầy cũng thích lắm mà, thật sự là thầy thích. Tại vì nếu như mà nói chung là cái ngành nào nó cũng có cái hay của nó, yeah. Nhưng mà thầy dạy hóa thầy có cũng có cái cảm hứng, nói chung là thầy cũng thích. Toán với lý thì đúng là nó độ khó nó vẫn là hơn, nhưng mà nó không có thực tế cho mình nhìn thấy không, cái này thì mình nhìn thấy trong cuộc sống hơn, còn lý ít hơn, hóa đặc biệt toán càng ít hơn à, nhưng mà nó là ứng dụng trong ở phần bên trong thôi, chứ không phải là phía ngoài cho mình nhìn thấy được, còn hóa là nó thể hiện bên ngoài luôn à. Sản xuất diêm là biết ha, diêm tức là cái que diêm mà để người ta đốt á, ta quẹt vô cái chất mà cam và N4 lưu huỳnh này, quẹt vô thì nó sẽ cháy lên không. Sulfuric acid tức là H2SO4 sản xuất thuốc trừ sâu. Trừ sâu là cái gì thì mình không cần quan tâm. Nên. Rồi tiếp theo là lưu hóa cao su. Lưu hóa cao su là gì? Tức là vân vân, tức là trong 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 cao su
nó cao su hay là chất dẻo. Rồi sau này mình học luôn chất dẻo mình biết hết nha. Lưu hóa tức là mình để lưu hình trong cao su, đó gọi là lưu hóa cao su. Tức là nó không có tác dụng như cao su, phải không? Là sai, nó vẫn tác dụng như cao su nha. Tức là khi mà cao su mà mình muốn cho nó độ độ bền nó cao và nó độ bền nó dai, dai cao, tức là nó dẻo dai, thì hồi xưa người ta sẽ không biết bỏ lưu huỳnh vô, mà sau này người ta bỏ vô thì nó độ bền nó rất là cao và nó rất là tốt, có tính đàn hồi rất là tốt, cho nên người ta ứng dụng. Còn cái thuốc trừ sâu này sau này mình biết luôn, gọi là 666 đó. Rồi thì công thức nó đều là công thức hữu cơ hết, rất là dài, cho nên mình học đi rồi mình biết ha, mấy công thức này mình biết hết. Rồi. Tiếp theo là đơn chất sunfua, đi vào mục số 1. Tìm hiểu trạng thái tự nhiên của sunfua. Đây, sunfua trong tự nhiên mình thấy mấy cái cục này không? Đó là từ cái mỏ đó. À, từ cả cái mỏ người ta khai thác được là nó có màu giống gì đó, màu vàng. À, đây, hoặc là từ quặng. À, một số hình ảnh tồn tại của sunfua trong tự nhiên. Quặng pyrite, thành phần chính của quặng pyrite là FS2. Mấy cái này quan trọng lắm. Cái nào mà nó đã xuất hiện sách giáo khoa thì mấy bạn buộc phải nằm lòng. Bởi vì đề thi mà nó ra thì bạn không có thể nói được gì hết. Ví dụ nó ở sau này quặng nào gọi là quặng pyrite sắt có công thức như thế nào, thì bạn phải biết là Fe2. À, hoặc là quặng gypsum có công thức hóa học như thế nào, thì thành phần chính ở thành phần chính như thế nào, đó là Ca4 ngậm hai nước. À, thí dụ quặng galena đó là thành phần chính là như thế nào, thì bạn phải biết là BBS, tức là chì sunfua đó. Thưa đọc là vậy đó. Rồi quặng baris thành phần chính đó là Ba4 barium sulfat. Được chưa? Rồi. Tức là mấy cái này phải nằm lòng thôi, không cách nào khác chứ. Rồi bốn cái quặng này là buộc phải nhớ. Bởi vì đề thi nó cho dính đấy, thằng sunfo này thì nó cho bốn cái quặng này thôi, đảm bảo nó không cho ngoài. Cho ngoài là ngoài chương trình không được. Thì thầy không biết sách sách tại vì năm rồi thầy không có dạy sách giáo khoa, bạn hiểu không? Năm rồi thầy chỉ dạy đề thôi. Cho nên năm nay bắt đầu là nghiên cứu sách khoa nó mới có bài bản. Thì có thể là trong mấy sách bài tập hoặc là trong sách chuyên đề nó có thêm cái quặng nào nữa đó, buộc phải nhớ hết, nhớ ba cái đó. Bây giờ đi đi chắc chắn không cho ngoài nhớ, nhớ cho kỹ nha. Tôi cũng chưa thấy đề thi cho ngoài, vì mấy cái câu cắt điểm là 10 câu cuối của đề thi là bài tập không, chỉ có một 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 câu hoặc là hai câu trắc nghiệm là cùng, tức là nó sẽ cho trắc nghiệm nhưng mà nó sẽ cho nhiều ý, dù nó cho 10 câu vậy đó. Nó hỏi cho bao nhiêu câu đúng, bao nhiêu câu sai. Chứ nó không cho ngoài nha. Thì cái nó khó hơn đúng không? Ví dụ bạn nhìn vô một câu bạn biết đúng hay sai nó dễ, còn này nó hỏi 10 câu vậy đó. Không tới 10 đâu, thì nó ví dụ là 6 câu thôi. Nó có bao nhiêu câu đúng vậy đó. Thì kiến thức bạn phải rất là chắc. Bạn mới biết được câu nào đúng, câu nào sai. Còn bạn chỉ cần hở một câu thôi là bạn xong rồi. À, chứ thật ra lý thuyết thì không khó. Khó chỗ là bài tập thôi. Đó. Cho nên mấy bạn cần phải nắm, mà muốn làm bài tập tốt thì lý thuyết phải tốt mới làm được, còn lý thuyết mà yếu là thua. Giống như bạn làm bài hình đi mà hỏi bạn định lý Thales, công thức tính chất phân giác rồi Pythagore rồi cái đó mà bạn không nắm thì sao bạn làm. Đó, nó luôn luôn quy về cơ bản nha. Rồi nên đi vào kiến thức trọng tâm. Trong tự nhiên, sunfua lắng đọng thành những mỏ lớn. Đó. Mỏ ha. Mỏ là giống như mỏ dầu vậy á. Rồi. Nhiều loại mỏ khác nhau mà cái này là mỏ sunfua. Nằm giữa lớp đá sâu hàng trăm mét trong lòng đất. Sunfua ở dạng hợp chất. Và cũng được tìm thấy nhiều trong các khoáng, nhiều khoáng vật trong tự nhiên. Thì trong tự nhiên á,
Được chưa? Nó chỉ tồn tại ở dạng hợp chất thôi. À, tức là trong mấy cục đá này nè, nó không phải là nguyên chất đâu, hợp chất đó, nhưng mà người ta sẽ tách ra được. Vì nó hỏi là xương thua trong tự nhiên tồn tại dạng nào, bạn phải hiểu. À, đó là dạng hợp chất. Đó, thấy chưa? Rồi. Tiếp theo. Quan sát hình, tức là ở đây á, trong tự nhiên này nè, mấy bạn hiểu không? Là sunfua nó tồn tại ở các cái dạng hợp chất trong tự nhiên, như là mấy cái quặng này nè, hiểu không? Một số dạng nè, quặng này nè. Đó. Tồn tại dạng hợp chất. Được chưa? Đó. Nhưng mà đơn chất á, là có nhưng mà nó ít, là ở đây nè tồn tại chủ yếu á, cũng là nó tồn tại hợp chất, nhưng mà những cái mỏ sunfua trong tự nhiên nè, tức là những cái cục này bạn nghĩ là nó nguyên chất là cũng không đúng đâu, nó cũng có tạp chất trong đó, chứ không phải là cục này là sunfua hết nha, nhưng mà phần lớn là sunfua, hiểu không? Phần lớn là sunfua, cho nên mấy cục này người ta khai thác lên mình thấy cái nào phần lớn thì mình gọi là cái đó, đó. Hiểu không? Giống như cái quặng này ta gọi là, giống như cái quặng này nó phải là nó có Fe2 nó tùm lum chứ, nhưng mà cái phần lớn của nó chiếm phần lớn cái Fe2, cho nên người ta sẽ xem như nó là Fe2. Còn thí dụ sinh phôi tự nhiên nè, cái này là những cái quặng này người ta dùng nước nóng đó, áp suất người ta bơm nó lên thì cái này phần lớn là sinh phôi, nhưng mà cũng có tạp chất trong đó, tức là nó vẫn tồn tại ở hai dạng á, là đơn chất, nhưng mà cái này mình phải hiểu nha, là không phải là nguyên chất đâu, nhưng mà phần lớn nó như vậy. Còn ở dạng dạng hợp chất là trong mấy cái quặng này nè, ví dụ vậy, nó có chứa chữ S, nói gì bạn hiểu ha, để mình hiểu trả lời. Đó, tức là trong nhiều khi trong khi học mà có những cái là chúng ta cần phải biết cái thực chất bên ngoài nó như thế, nhưng mà khi trả lời mình sẽ trả lời theo cái hàm ý người ta hỏi. Rồi quan sát hình 6.1 và 6.2. Và hãy cho biết trong tự nhiên sunfua tồn tại ở những dạng nào. 6.1 là dạng đơn chất, còn 6.2 là dạng hợp chất. Và mình sẽ trả lời. Đó là mấy cái này là phải nằm lòng nha. Trong tự nhiên sunfua tồn tại ở dạng đơn chất. Mình phải nói là trong hình 6.1 thôi. Thôi nó ghi chung thì ghi chung cũng được. Trong tự nhiên sunfua tồn tại ở dạng đơn chất, tức là hình 6.1, và hợp chất tức là hình 6.2, chất tức là quặng á, chất hay còn gọi là quặng á, được chưa? Rồi mình còn gọi cái tên đó là quặng, hợp chất hay gọi là quặng ha, để ghi chung. Thì ở đây á, trong tự nhiên mình sẽ trả lời như giống như là một số quặng, cái này quan trọng nha, tự nhiên trong mấy cái đề thi xuất hiện rất nhiều. Nếu bạn giải đề giữa kỳ học kỳ là bạn sẽ gặp rất là nhiều. Sunfu nó hỏi cái này hết. Rồi bạn vậy đi thi có không có, chứ bây giờ mà cái gì mà miễn nó xuất hiện sách giáo khoa là bạn không có loại trừ được. Tại vì tới năm mấy bạn là năm thi năm nay bắt đầu thi mới rồi. Năm nay đúng rồi, năm nay bắt đầu thi mới rồi đó. Thì còn có 4 môn thôi, thi tốt nghiệp năm rồi thì 6 môn, mà năm nay thì chỉ còn 4 môn thôi, mà được lựa chọn 2 môn toán văn bắt buộc, còn lại 2 môn hồi xưa là tiếng Anh bắt buộc luôn năm rồi, mà năm nay thì khỏe rồi, từ năm nay trở đi
nếu quăng này tự ghi giống chẳng hạn, là mình chỉ còn thi bốn môn, trong đó toán ngữ văn là bắt buộc đó. Cho nên phải ráng học. Nếu mà bạn học toán lý hóa nữa thì mấy bạn chỉ cần học ngữ văn nữa là thi đủ rồi. Xét tuyển đại học thì cũng còn có 3 môn thôi, cho nên có thể một số trường xét 2 môn, tại vì ít môn quá xét sao giờ, đúng không? Xét 3 môn, không có trường xét 4 môn đâu bạn, thì nghĩ là không có trường nào xét 4 môn ha. Hiện tại là 3 môn thôi, hoặc là thi vô bách khoa thì mình phải thi theo trường, cái trường bách khoa thuộc Đại học Quốc gia thì sẽ thi theo cái dạng là mình thi theo đánh giá năng lực nha. Thì đó bạn, anh Thắng đi vô bách khoa đậu đó, năm rồi thầy dạy á, thì cũng giờ dựa vào đánh giá năng lực, tức là nó tính là cái điểm thi trung học phổ thông là chiếm 30% hết như đó, cái điểm học bạ 10%, tức là học bạ 3 năm đó, ví dụ bằng xét toán lý hóa, còn đánh giá năng lực thì nó phải là 60%, và nó cộng, nó dùng mấy công thức tùm lum nhân á, mà nói chung là đánh giá được thì cái đề thi nó cũng giống như đề thi gì thôi, nhưng mà mình phải thi theo cái đề của nó chứ mình không có thi theo cái đề của mình, cái phải thi theo cái đề chung của toàn quốc. Riêng cái trường bách khoa nó là vậy đó. Thì nếu như mình có năng lực thì mình thi mình mới đậu, còn mình không có năng lực thì cũng vậy thôi, nói chung là vậy đó. Rồi thì cái theo như tham khảo thì mấy cái em mà đi thi đánh giá năng lực thì về kể cũng vậy, nó còn dễ hơn mấy cái đề ấy nữa, nhưng mà quan trọng là mình có làm được hay không nha. Rồi tùy mỗi bạn, mình muốn xét, nếu mà không xét trường bách khoa, nếu mà thi y dược thì vẫn còn như cũ ha, nó không có thay đổi, nó không có thi cái đó, thì bạn sẽ tham khảo trên mạng là bạn biết rồi. Ví dụ bạn muốn thi vô trường nào thì bạn gõ Google cái cách xét tuyển nó như thế nào là tự động nó hiện ra hết, thì bạn biết nha. Bạn tìm hiểu về tìm hiểu cấu tạo tính chất vật lý cơ bản của đơn sulfua đơn chất, tức là bột sulfua, thấy khi nó xay nhuyễn ra thì nó hình dạng nó giống như màu ngà ngà, màu vàng vàng, đúng không? Rồi, phân tử sulfua ở điều kiện thường là S8, tức là nó sao, một cái phân tử của nó, cái nguyên tử thì không nói đi, nhưng mà mình khi mình làm bài tập thì mình phải làm phân tử chứ đâu làm nguyên tử. Ví dụ oxy, bạn có làm bao giờ bạn gặp cái bài toán mà lấy O mà cộng cho Na đâu, mà phải ghi O2, đúng không? Bởi vì cái số 2 này nó ít, người ta cho được mấy cái số N2 đều ít cho được, ví dụ khí này, nhưng mà bây giờ cái số 8 này nhiều quá, ghi gì cân bằng nó mệt, bạn hiểu không? Khi viết cân bằng để S8 gì nó mệt lắm, phân tử nó mệt lắm, cho nên người ta sẽ quy ước là một thôi. Đó, cho nên có nhiều cái cũng hay nha. Ví dụ nữa người hỏi là phân tử sulfur, hỏi cái này S này có phải là phân tử sulfur không? Bạn nói phân tử là coi như xong rồi đó. Bạn phải hiểu là S8 mới gọi là phân tử nha. Rồi ở dạng phân tử sulfur gồm 8 nguyên tử liên kết cộng hóa trị với nhau, liên kết hoặc hóa trị ha. Rồi nó cái hình dạng không gian nữa là như vậy đó, tạo thành mạch vòng, thấy chưa? Sulfur 8 phân tử nó sẽ tạo thành mạch vòng, tức là nó nói gì nè, nó dính cái cuối cùng nó thành một cái vòng, giống như vậy nè. S S S S S S S S nói vân vân, ví dụ vậy ha, 8 cái gì đó vòng. Để đơn giản thì người ta ký hiệu, dùng ký hiệu S mà không dùng ký hiệu S8 trong cái phản ứng hóa học. Thì giờ đây chúng ta mới hiểu được nha. Hồi xưa giờ chúng ta nghĩ là đúng không? Ta nghĩ là S là một mà không đúng đâu. Bây giờ mình mới biết được cái bản chất của nó đấy. Hồi xưa giờ là mình chấp nhận thôi. Bây giờ là mình mới hiểu nha. Học càng lên lớp lớn thì mình sẽ thấy được nhiều cái mà giống như hồi xưa giờ mình nghĩ nó đúng, nhưng mà nó không đúng. Chị hiểu không?
thật ra là chúng ta người ta cũng không giới thiệu cho bạn biết luôn, tại vì còn nhỏ quá, cấp 2 còn nhỏ quá, giới thiệu càng nhiều nó càng khó, đưa mấy hình ảnh này vô nó còn mệt thêm nữa, cho nên nó chưa đủ khả năng cho người ta không đưa nha. Nên bạn bởi vì ta nó mới càng học học càng cao, hiểu càng rộng à. Chưa? Rồi, ở điều kiện thường, điều kiện thường là điều kiện 25 độ C nha. Rồi, tức là điều kiện chuẩn, để em hiểu giống vậy đó. Không gọi chuẩn mà gọi thường thôi, khoảng 25 độ C. Sunfua là chất rắn, màu vàng, không tan trong nước. Chất rắn này, có màu vàng, không tan trong nước, tan nhiều trong các dung mô hữu cơ benzen là C6H6, carbon disulfide là CH2 vân vân. Rồi như vậy nữa, ví dụ nó hỏi rằng gì, nó hỏi rằng là ví dụ sunfua tan được trong dung dịch nào, nó để bốn đáp án trong đó có nước, bạn chọn nước là xong à. Bởi vì mấy cái đáp án kia có thể nó nhiều mình không cần biết, nhưng mà bạn phải biết chắc là nó không tan trong nước và không tan trong hàng này, ví dụ vậy. Còn nó cho thêm hàng thứ ba nữa thì bạn cũng xem như hàng thứ ba tan, bởi vì đáp án chỉ có một, đúng không à. Cho nên phải học rất kỹ lý thuyết nha, thấy như vậy chứ lý thuyết không biết là mệt đấy. Rồi đó, kiến thức trọng tâm tiếp theo đó là thảo luận thứ hai là quan sát hình 6.3, hãy nêu một số tính chất vật lý của sunfua đó. Bây giờ chúng ta sẽ lấy cái tính chất vật lý này ra nói. Thì thật ra mà nói thì cái câu này nó chẳng qua là nó copy cái này thôi ha. Đấy. Tính chất vật lý đó là sunfua là chất rắn màu vàng, không tan trong nước, tan nhiều trong các dung môi hữu cơ. À, cụ thể nếu mà mình rành hơn thì mình ghi gì luôn, C6H6 và benzen mình biết năm lớp 9 rồi ha. Chương trình cũ á, mình biết năm lớp 9 rồi, CS2. À, còn chương trình mới giờ không còn lớp 9 nữa đâu nha. Bây giờ bạn biết lớp mấy học hóa không? Bây giờ lớp 7 học hóa rồi, lớp 6 là nó giới thiệu sơ sơ cho biết vài cái thôi à, dính liên quan thôi, còn lớp 7 là bắt đầu nó vô chương trình hóa rồi. Cho nên tới lớp 9 là nó học được rất nhiều thứ. Đấy. Rồi tiếp theo là chúng ta đi vào cái mục thảo luận thứ ba, quan sát hình 6.4 để mô tả cấu tạo của phân tử sunfua. Đấy, thấy chưa? Giờ mình mô tả thôi. Tức là mình nói theo cái lý thuyết. Đấy, tức là ở dạng phân tử nè. Đó. Thì sunfua gồm 8 nguyên tử liên kết cộng hóa trị với nhau tạo thành mạch vòng đó. Chỉ trong sách cái gì thì phải nhớ cái đó, nhưng mà đi thi làm sao mà nhớ hết được, thì chắc chắn là bạn phải nhớ chữ S8 thì bạn mới biết là cái phân tử của nó là tạo bởi 8 nguyên tử sunfua và dạng mạch vòng, tức là cái hình ảnh này nè. Bạn gặp hình ảnh mà không quên nha, chứ bạn gặp cái từ là bạn quên liền, hiểu không? Hình ảnh là bạn không quên, nhưng bạn gặp từ bạn quên. Ví dụ bạn đi đâu đó, bạn đi du lịch ở đâu đó, ví dụ bạn đi du lịch ở nước nước ngoài đi, tất nhiên bạn hình gặp hình ảnh đó bạn sẽ nhớ, còn bạn đọc trong sách về cái thông tin đó bạn sẽ không có nhớ được. Thử bạn đọc qua một lần về cái khu nào đó du lịch gì đó đi, thì sáng chắn là 1 2 năm sau bạn quên, hoặc là tháng mà cũng quên. Nhưng nếu bạn đã từng đặt chân ở đó, bạn thấy được cái khung cảnh nó như vậy rồi thì chắc chắn bạn sẽ không có quên, cho dù tới chết bạn chưa chắc bạn quên nữa. À, ví dụ bạn đi qua cái vùng về đó, bạn thấy những cái hình ảnh đó rồi thì nó động lại trong não mình rất lâu. Bởi vì sao, người ta nói cái thông tin mà lưu trong cái bộ não của người đó, thì cái hình ảnh nó lưu lâu hơn là cái thông tin liên quan đến cái ký hiệu của ngôn ngữ à, tức là cái chữ này nó sẽ mau mau xóa hơn, tức là não mình nó mau mau tẩy hơn là cái này nó có thể lâu hơn à. Cho nên học về hình ảnh nó vẫn là tốt hơn. Cho nên thường là sách nước ngoài nó viết hình ảnh rất nhiều, nó ít dùng ký hiệu à. À. Cho nên sẽ nhớ lâu hơn. Bây giờ sách mình đã sửa lại đó, hình ảnh rất nhiều. Hồi sách cũ bạn thấy đâu có hình ảnh nhiều đâu, đúng không? Nhất là cấp 1 hình ảnh rất ít à. Giờ sách lớp 1, cấp 1 bạn thấy trong một cái bài á, cả chục cái hình ảnh vậy. Cho nên thích nói này rất là hay ha. Đó. Rồi nói gì cho mấy bạn hiểu ha, bạn biết
Rồi, chúng ta đi vào cái mục tiếp theo. Tìm hiểu tính chất hóa học của sunfua đơn chất. Thí nghiệm 1. Sắt tác dụng với sunfua. Sắt tác dụng với sunfua. Sau đây nó không cho cái thí nghiệm mà nó không cho cái gì ta? Cái hình ảnh ta. Nếu không cho hình ảnh thì cái này nó cũng làm cho lâu nhớ hơn đấy. Để thầy coi coi. Hãy có hình nha. Hình nó sẽ dễ nhớ hơn. Sắt tác dụng phân phù, bài này là mình lại số 6 luôn. Trang 35. Fe tác dụng với sunfua phù. Rồi, không có hình ảnh bạn ơi. Không có hình ảnh nha. Rồi, rõ ràng là không có. Đúng ra là thầy phải copy thêm cho em ạ. Tại vì mà thôi đi, hiểu gì cũng được rồi. Chắc có lẽ cái này nó cũng không quan trọng lắm, nó dễ. À, nó không khó nhớ cho nên người ta mới không đưa vô. Nếu mà đưa cái gì cũng đưa hết cái sách nó dày luôn, hiểu không? Mà học sinh mà cầm quyển sách dày thì nó có cái tâm lý là nó sợ. Cho nên người ta sẽ làm sao mà cảm giác cầm quyển sách không có ngán á. Mà ngán là học không có vô. Bạn hiểu không? Cái gì mà ngán ngán là gặp. Bạn ví dụ bạn mua cái quyển từ điển về xưa bạn mua về có khó bao giờ bạn lật đâu. Bạn mua cho vui vậy thôi chứ bạn lật được mấy lần. Đúng không? Đó. Thì mình gặp thì mình thấy ngán rồi là biết là còn mấy cái sổ tay thì bạn thấy nó gọn gọn, thích lật hơn, coi hơn đúng không? Đấy, cái gì cái bản năng của con người là thích lười biếng hơn là siêng năng nha. Đấy. Rồi, dụng cụ nè, ống nghiệm chịu nhiệt, tức là cái ống thủy tinh nó chịu được nhiệt độ cao, bông là bông gòn á. Kẹp ống nghiệm tức là cái cây để kẹp để cầm á, thì là cái muỗng á, nhỏ, đèn cồn là biết rồi ha, để cung cấp lửa. Rồi, nói chất là bột sunfua là lumen, bột sắt là Fe. Đây rồi đó. Rồi bắt đầu tiến hành nè. Lấy một thìa nhỏ bột sắt và một thìa nhỏ sunfua. À, cái lượng này bao nhiêu không cần quan tâm, chỉ lấy một thìa là tỷ lệ 1:1 thôi. Tại vì phản ứng nó tỷ lệ 1:1 nè, thấy chưa? Còn một thìa là nhiêu là tùy cái thìa của mình thôi. Trộn đều, trộn trộn rồi mới thực hiện phản ứng nha. Phải có nung lên nó mới xảy ra, còn không nung là nó không xảy ra. Cho vào ống nghiệm, tức là mình trộn trước khi mình cho vào ống nghiệm. Rồi nút miệng ống nghiệm bằng bông, tức là mình không có nút bằng nút cao su nha. Nút cao su mình nung lên nó áp suất nó cao, nó nổ bông gòn là để chi, để cái không cái cái gì à, nó không có, tức là bông gòn thì chẳng qua là nó là một cái lưới ngăn vậy thôi, để tránh trường hợp mà lỡ như nó có khói nó bay ra rồi ha, thì nó cũng hạn chế lại. Chứ thật ra nó không có bịt kín lại được ha. Tức là áp suất nó vẫn không có thay đổi, nó vẫn bình thường. Ông gòn bạn biết rồi ha. Rồi, bước 2 là đun ống nghiệm, đun nóng ống nghiệm chứa hỗn hợp trên ngọn lửa đèn cồn. Đó, cho đến khi có đốm sáng xuất hiện trong ống nghiệm thì ngừng đun. Tức là đun nóng lên trên ngọn lửa đèn cồn cho đến khi có cái đốm sáng xuất hiện thì ngừng đun và tắt đèn cồn. Ngừng đun tắt đèn cồn, tại sao mà không rút ống nghiệm ra luôn mà phải tắt đèn cồn? Về nguyên tắc là như vậy đó. À, nếu mình làm khác là có thể nguy hiểm, được chưa? Ngừng đun và tắt đèn cồn, quan sát hiện tượng xảy ra sunfua oxy hóa được nhiều kim loại trừ ba thứ. Ví dụ sau này nó cho là sunfua tác dụng được cái nào, nó cho bốn đáp án mà trong đó có một thằng không tác dụng bằng nào, trong đó bốn đáp án mà trong đó có một trong ba thằng này, và nếu bạn chọn mà dính thằng này là sai, bởi vì sunfua nó không có tác dụng được mấy cái kim loại này, là gọi là kim loại quý hiếm. Vàng là bạn biết rồi, platin là bạn hiểu, giống như là gọi là vàng trắng vậy. Bạc là bạn biết rồi đúng không, mấy kim loại quý. Thì những cái kim loại này nó không tác dụng như thế này. Đó. Tại sao vàng nó mắc như vậy bạn biết không? Chắc là mấy bạn phải hiểu là ứng dụng của vàng nha. Vàng nó làm trang sức không phải đâu.
trang sức là một phần lớn nó là làm trang sức, không? Nhưng mà mình nói phần trang sức không phải đeo vàng cho đẹp nữa, mà vì sao phải không? Bởi vì vàng trong tự nhiên để được tồn tại rất lâu vì nó không, hầu như nó không tác dụng bằng nào hết. Ví dụ một để 1.000 năm sau nó cũng còn y chang vậy, cùng lắm là nó mòn tí thôi, hiểu không? Nhưng bạc như mấy này là không bằng nha, nó sẽ bị oxy hóa. Cho nên người ta trong mấy cái mạch điện tử rồi mấy cái đồ mà nếu mà bằng bạn thống làm bằng kim loại vàng nó sẽ bị sét, mà sét thì hư à, nó không có dẫn điện được đó. Cho nên vàng nó mắc là nó ứng dụng của nó rất lớn trong các cái thiết bị công nghệ cao đó. Rồi chứ không phải là vàng đeo cho nó lấp lánh nó mắc tiền, không phải vậy em. Mình phải hiểu cái ứng dụng của vàng rồi đó. Cho nên trừ ba cái kim loại quý nhất nha, trong cái bảng trong cái dạy điện hóa của mình đó, khi nào báo giáp sắt rồi đó ha. Ở nhiệt độ cao tạo thành muối sulfide, ở Fe tác dụng S cho ra Fe nhiệt độ. Thì ở đây cái tên đọc là iron quá trị 2 2 sulfide, tức là Fe là cộng 2 còn S là trừ 2. Rồi sulfur tác dụng với thủy ngân. Ủa sao tại sao này nó cho cái kim loại này với kim loại này, nó không cho nhiều kim loại khác? Bởi vì cái phản ứng này là cái phản ứng có ứng dụng trong cuộc sống đó. Khi mình biết là cái nhiệt kế thủy ngân không đó, gọi là nhiệt kế y tế đó, nó rơi xuống thì thủy ngân nó rớt ra ngoài đó, thì mấy bạn phải dùng lưu huỳnh để bạn rắc lên thủy ngân này, nó tác dụng tạo ra cái chất này. Chất này không độc, tất nhiên nó cũng độc mà không chết, không gây nguy hiểm nha. Nhưng mà nếu mình nuốt bởi cái này vô á, thủy ngân vô thì coi như là xong. À, nó giống như là thủy ngân nó độc giống như là chất cyanua, hiểu không? Nhưng mà cyanua nó tan trong nước mình không thấy, thủy ngân nó không tan trong nước mình nhìn thấy, cho nên người ta không có thể dùng cái chất này mà để làm những cái chuyện giống như mấy cái đó đó. À, biết ha, mấy cái đó thì thầy cũng không nói. Rồi mấy cái vụ án rồi đó ha, thì nó có liên quan được cái chất cyanua rất là nhiều gần đây. Thì thủy ngân này cũng được đánh giá là chắc cũng ngang ngửa với nó đó, độc gì đó. Nhưng mà ngặt cả là khi mình bỏ vô gì nó còn y nguyên nha, nó là kim loại mà mình đâu có, người ta thấy thấy thì sẽ biết liền đúng không? Cho nên nó không có dùng được cái chất này, cho nên nguy hiểm nha. Nó tác dụng này tạo ra này, và chất này lỡ như có ăn mà cứ dính vô thì cũng không đến nỗi, không có sao, chứ còn ăn cái này không là coi như xong đó. À, thủy ngân tác dụng với thủy ngân gọi là mercury tiếng Anh, ở nhiệt độ thường, tức là nhiệt độ thường là tác dụng liền tạo thành muối này đó, gọi là mercury quá trị 2 sulfide. Đó cho nên không phải tự nhiên mà người ta cho hai phản ứng này. Và tại sao bạn biết hai phản ứng này là đưa vô không? Bởi vì hai phản ứng này nó sử dụng, nó có nhiều ứng dụng trong các cái cuộc sống của mình, cho nên nó đưa vô. Vì những cái phản ứng hóa học mà mình thường thấy á, trong sách giáo khoa rồi ha, bài tập rồi lại mấy cái đó là xuất hiện trong mấy cái hóa chất trong cuộc sống mình rất là nhiều. Còn những phản ứng lạ thì nó không xuất hiện, thì tất nhiên là mình biết nó xảy ra nhưng mà tao không có, thường tao không có ghi ra, là hưởng ít ứng dụng hơn, còn có ứng dụng là nó sẽ ghi đó, là đối với chương trình phổ thông thôi. Còn nếu mình học cao lên nữa thì nó khác nha. Ví dụ mình nghiên cứu về cái chất trong vaccine diệt corona rồi thì mấy cái đó thì thôi, mình đó là về công, đó là nghiên cứu về chuyên sâu rồi. Ở đây là mình chỉ biết cái căn bản thôi, tất nhiên có căn bản thì mới mới đi vào chuyên sâu được, còn không có căn bản thì sao hiểu được chuyên sâu, hiểu chưa? Rồi cái thảo luận thứ tư, nêu hiện tượng xảy ra ở thí nghiệm một. À, hiện tượng đây xảy ra thí nghiệm một đó. Hiểu ha, nè có đốm thấy chưa, đốm sáng đó. Rồi nè, hiểu ha. Rồi xác định vai trò của các chất Fe và S. Fe là chất gì biết rồi, tăng lên đúng không, không lên hai là chất khử, S là không giảm xuống trừ hai là oxy hóa, rồi vậy là xong, đơn giản thôi ha. Trả lời ở thí nghiệm nó không khó đúng không, rất là căn bản. Hiện tượng đó là khi đốt nóng hỗn hợp
Ở khi đốt nóng hỗn hợp lưu, tức là lưu huỳnh, sulfur đó. À, đọc tiếng Việt thì mình nói tiếng Việt thì nói tiếng Việt hết. Nóng chảy. Tiếp theo hỗn hợp cháy sáng đỏ nè. Nó chảy ra nó mới cháy. Tiếp theo hỗn hợp cháy sáng đỏ. Được chưa? Kết thúc phản ứng thu được hợp chất có màu đen. Hợp đen là FES nè, cái chất này có màu đen. Nói chung là mấy cái chất mà kim loại dính thế này là màu đen hết. Được chưa? Phản ứng tỏa nhiều nhiệt. Ủa sao hiện tượng ghi gì dưới thầy? Hiện tượng đó em nhớ là ghi đúng không? Ghi chỉ có sáng đỏ là được rồi. Thì đúng rồi, cái này là mình đang học lý thuyết mà. Để cho mình biết hết luôn. Đầy đủ luôn của nó là như thế. Tức là hỗn hợp nó chảy ra rồi nó mới cháy lên, rồi nó có màu, rồi nó tỏa nhiệt. Là phản ứng này là phản ứng delta H, độ biến thiên enthalpy nó âm. Đó là mình đang nói là người ta nghiên cứu hết tất cả các thứ của nó luôn, về hình ảnh, rồi về môi trường, về trạng thái luôn đó. Cái kia là mình chỉ nói chủ yếu là về cái hình ảnh thôi. Cho nên học thì cứ học như vậy, nhưng mà khi mình giải đề là mình sẽ giải theo cái hướng khác nha, chứ không phải là người ta hỏi đầy đủ gì đâu bạn. Rồi vậy đây FE đây. Thì từ từ bạn mình sẽ thấy ha. Tức là cái gì mình cũng sẽ nắm căn căn cơ nó trước. Đây là không nè. Đấy. Để cố gắng. Bạn còn đi học mà ba mẹ lo cho mấy bạn vậy là sung sướng nhất rồi. Nhưng mà khi bước ra đời, thấy không? Mình trưởng thành rồi, mình đi làm rồi. Rồi mình mới thấy được là ba mẹ mình thương mình gì lắm ha. Lo cho mình ăn học như vậy là cái điều mình là hạnh phúc đấy. Ráng lo học. Bây giờ này mà còn cầm điện thoại lên mà chơi game rồi này nọ, xem phim rồi nhiều quá thì không nên nha. Không phải là nhất thiết là không phải là không cho chơi game hay là làm việc khác, nhưng mà chúng ta phải ưu tiên cái việc học là hàng đầu, được chưa? Lo cái tương lai cái đã. Khi mình lo có được cái tương lai thì lúc đó mình đã được phép làm cái thứ khác nhiều hơn, được chưa? Rồi vậy trong phản ứng này Fe là đóng vai trò đó là chất khử, còn S đóng vai trò là chất oxy hóa. Giữ cái tài liệu này cho kỹ nha. Nữa tại cái lớp 10 năm nay thầy sẽ dạy đó, là thầy sẽ gửi các file hết vào cho mấy em. Thí dụ em học môn nào thì gửi môn đó thì mấy em tự xem ha. Bởi vì đi thi 3 năm nó sẽ cho trong năm trong sách thôi, chứ không cho ngoài đâu bạn. Cho nên bạn không nắm trong sách giáo khoa là nó cho là thôi là thua luôn á. Rồi, chờ thầy 1 phút nha, thầy uống nước cái rồi thầy quay lại thầy giải tiếp nha. À. Tiếp ha. Khi mình học cái này rồi mình thấy nó hay hay chỗ là gì đúng không? Nó hay chỗ là mình hiểu hết bản chất của nó rồi, mình cho mình giải mấy cái đề thì mình thấy nó thú vị lắm. Bởi vì mình đã từng trải nghiệm qua. Lý thuyết ha. Lúc trước thì mình chỉ giải đề là như thầy cung cấp những cái trọng tâm thôi.
Còn về cái bản chất thì mình cũng chưa hiểu hết được. Đấy. Bởi vì do thời gian. Chứ còn có thời gian kiểu này mình đi kiểu này luôn luôn là tốt. Ví dụ vô đầu 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 năm cái bắt đầu là mình chỉ giải đề giữa kỳ thôi. Để mình xen kẽ mình học. Hiểu không? Mình xen kẽ mình học mấy chương tiếp theo. Đó là thời gian mình luôn luôn đi trước trên trường thì lúc đó là mình phải ra. À. Cho nên học hè cũng là một cái lợi thế. Mình sẽ được xuất phát, điểm xuất phát mình nó xa hơn người ta. Thí nghiệm 2, sunfua tác dụng với oxygen đó là sao? Tức là S tác dụng với O. 2, đèn cồn, mui sắt. Mui sắt là để mình, tức là cái mui sắt là như thế nào? À, tức là thay vì cái cây sắt này hiểu không? Người ta để là cái mui sắt. Giống như cái thanh sắt đi, mình để cái mui sắt. Tại vì cái từ ngữ của nó là như vậy đó. Mui sắt nó cũng là giống như cái cây đinh sắt vậy đó. À, vậy cho nó dễ hiểu đi. Nó nhọn nhọn á, ví dụ vậy ha, để cho nó ta là nói vậy để cho bạn hiểu giống như cái đinh sắt vậy đi. Rồi. Hóa chất đó là bình chứa khí oxygen. Đúng không? Bình thật ra cái mui sắt là bạn hiểu giống như là gì? À, hồi xưa cái thí nghiệm của mình á là nó có cái dây giống như lò xo này nè, bằng sắt. Hiểu không? À, nhưng mà bây giờ á cái chương trình mới mình á, ví dụ nó đưa vô cái vòng giống như là gì nè, bằng bằng sắt. À. Yeah, cái này hình dạng này giống như cái lò xo thì mình hiểu cái hình dạng này gọi là mui sắt đi. Mui sắt. À. À, tức là xưa nó nói là một cái mà nó có quấn một cái sợi dây sắt. Bây giờ nó gọi là mui sắt. Rồi chuẩn của nó là gì đó? À, bình chứa khí oxygen và bột sunfua. À, bình có chứa cái khí đó và bột sunfua. Rồi. Tiếp theo là dùng mui sắt để lấy cái lượng nhỏ sunfua. Tức là mình hiểu làm sao? Tức là cái này nè. Cái mui này ha, cái mui này để lấy cái lượng nhỏ sunfua. Tức là mình hiểu gì đi? À, đó gì cho nó dễ hiểu, giống như cái cây gì nè, cây ha. Đấy, nó có chứa một cái nó cái muỗng thì cũng không phải là đúng lắm. Rồi, chứa cây nó có cái lỗ hổm giống như đây nè. À, lấy một cái lượng nhỏ sunfua để lên trên này. Đấy. Đấy. À, được chưa? Rồi, cho vô cái ống nghiệm á. Sunfua. Thì trong cái ống nghiệm này nó có oxygen. Nó được đậy nút kín lại. À. À. À, nói gì là đưa lên cái ngọn lửa. Đúng không? Đấy. Rồi, vậy mình hiểu cái mui sắt nó là giống như cái hình cái muỗng sắt đi. À, nói gì cho nó dễ hiểu. Rồi sau đó đốt trên ngọn lửa đèn cồn đến khi sunfua cháy, tức là nó sẽ tác dụng với O2 đó. À, tại vì cái trong cái bình nó không khí O2 thì nó sẽ sao tiếp xúc với S cho nên nó hưởng. Rồi đưa nhanh mui sắt vào bình khí oxygen, tức là mình đốt cái sunfua này cho nó chảy ra. Em hiểu không? Tức là cái này nè, đốt ngoài ngọn lửa trước. Tức là thầy dễ vậy là không đúng. Tức là cái này đốt ngoài ngọn lửa trước. Rồi sau đó mới đưa vô cái bình này chứ không phải là đốt trong này. Bạn hiểu không? Tức là cái mui này nè, đốt ngoài ngọn lửa cho nó chảy nóng chảy lên, nó đỏ lên hết. Rồi mình đưa vô đây. À, đưa liền vô. Mở nắp ra đưa vô. Đó, thì quan sát hiện tượng xảy ra. Đó là ở nhiệt độ thích hợp. Nhiệt độ thích hợp tức là nhiệt độ nào mình cũng không cần biết. Nó nói chuyện thích hợp là nó cũng muốn cho mình biết là nhiệt độ này không cần quan tâm. Chỉ biết là phải nhiệt độ cao thì nó mới xảy ra thôi. Đốt mà, đúng không? Phải nhiệt độ cao. Rồi, sunfua tác dụng với oxygen tạo thành sunfua dioxide. Chắc này. Đó. Rồi, vậy sunfua đơn chất, kiến thức trọng tâm. Vừa có tính oxy hóa, vừa có tính khử. Vì sao?
Bởi vì trên này chúng ta học thì sulfur này có tính oxy hóa, nhưng mà xuống đây á, nó tăng lên không lên cộng 4, cho nên nó có tính khử, hiểu không? Đó là chúng ta biết về tính chất hóa học của nó là vừa có tính oxy hóa vừa có tính khử. Thì ta sẽ đi vào cái mục thảo luận số 5. Nêu hiện tượng xảy ra ở thí nghiệm 2, xác định vai trò của các chất S trong phản ứng của S và O2. Quá dễ. Thì S nó là tăng là nó chất khử, thì O2 nó giảm chất oxy hóa thôi. Không, điều đó là hiển nhiên, quá đơn giản. Rồi. Hiện tượng đó là sulfur cháy trong không khí với ngọn lửa nhỏ. Màu xanh nhạt. Tức là sau này ta hỏi sulfur này cháy có màu gì, đúng không? Đó, mặc dù trong này nó không có nói cái này, không có nói, nhưng mà mình sẽ được cung cấp thêm cái thông tin đó là cái ngọn lửa nhỏ thôi, nhưng mà có màu xanh nhạt nhé. Rồi nhớ màu xanh đó luôn nha. Cháy trong không khí mãnh liệt, cháy ha, trong không khí mãnh liệt hơn. Đó. Cháy trong gì rồi, sulfur nó là hiện tượng xảy ra ở thí nghiệm 2, tức là sulfur cháy trong không khí thì với ngọn lửa nhỏ mà xanh nhạt, còn này cháy trong oxygen thì mãnh liệt hơn, đúng không? Đấy, được chưa? Cháy trong oxygen thì nó sẽ mãnh liệt hơn. Tức là mình hiểu làm sao? Nếu mình cho nó cháy trong không khí thì với ngọn lửa nhỏ thôi, màu xanh nhạt. Nếu khi mình cho nó cháy trong oxygen thì nó sẽ mãnh liệt hơn. Tức là làm sao? Oxygen đó là nó nguyên chất 100%, nó sẽ cháy nhanh hơn. Còn cái cháy trong không khí nó có 20-21% oxy, cho nên nó nhỏ hơn nha. Đó, nói gì cho dễ hiểu. Được chưa? Rồi, phương trình hóa học. À, mình viết nó ra. Thường là hiện tượng với phương trình hóa học là đi chung. Đó, giống như là cái câu hỏi người ta luôn hỏi đi chung. Được chưa? Đó, và chúng ta sẽ xác định vai trò của các chất. Ở đây á, S, đây là không. Còn đây là không luôn. Còn đây là cộng 4. Còn đây là trừ 2. Thì mấy số siêu hóa này mình biết lớp 10 hết rồi. Đó, cho nên căn bản không có thì khó mà học giỏi được, đúng không? Vậy trong phản ứng này. Đó. Không, trả lời giống như câu trên thôi. Đó. Là S đóng vai trò chất khử. Đó, tăng lên mà. À, còn O2 đóng vai trò chất oxy hóa. Rồi, ta hoàn thành xong cái thảo luận thứ năm. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần tiếp theo. Ứng dụng của sulfur đơn chất. Sulfur là nguyên liệu quan trọng cho nhiều ngành công nghiệp. Ngành công nghiệp thì có nhiều ngành đúng không? Công nghiệp hóa chất, công nghiệp luyện kim, công nghiệp nói chung là cơ khí, công nghiệp gì đó, nói chung là mấy bạn này đó, công nghiệp hạt nhân gì đó vân vân. Rồi khoảng 90% lượng sulfur sản xuất được dùng để điều chế H2O4. Tức là sulfur này chủ yếu mục đích của người ta là để điều chế cái này là chủ yếu là 90%. Chỉ còn 10% còn lại là mục đích khác. Cho nên phần lớn là dùng này. Bạn hiểu ha? Đó, giống như người ta chế tạo một cái gì đó, phần lớn là để dùng cái gì, đúng không? À, thí dụ người ta chế tạo ra rượu thì phần lớn là dùng để làm gì, để cho người ta uống ha. Chỉ còn một số người ta không uống, người ta dùng cái khác. Cái rượu rượu người ta có thể là dùng để nấu ăn quan, thì cái lượng nó rất là ít, thí dụ vậy, bạn hiểu ha? Rồi còn lại là được dùng để lưu hóa cao su đó, tức là biết trong mấy 10% còn lại thì trong đó chủ yếu nữa là nó dùng để lưu hóa cao su.
Tức là nè, thấy là cao su không? Cao su nó bỏ lưu huỳnh vô đó đấy. Thì nó tạo ra các cái lớp xe này rất là bền, chạy được lâu, không có bị hư. Nếu để nguyên chất cũng hư, chứ không phải lúc nào cái nào nguyên chất cũng tốt. Hiểu ha? Rồi chế tạo diêm nè, diêm này đó, cái này là mấy người hút thuốc người ta mua để người ta, không phải là hút thuốc không, người ta dùng mục đích khác, tức là người ta sẽ dùng để người ta bỏ, dùng một lần người ta bỏ, hiểu không? Tại sao phải dùng diêm? Bây giờ nó có nhiều cái loại khác nhau mà ta dùng diêm chi cho nó mệt vậy, hột hột quẹt đúng không, nó có nhiều cái bật lửa đó, nhưng mà tại sao người ta phải dùng diêm mà người ta không dùng bật lửa? Bởi vì có những cái đốt lên chúng ta không thể đứng gần được, đứng gần nguy hiểm, hiểu không? Cho nên nó dùng cái diêm này đốt lên, ta thảy vô là nó tự nó cháy, thì những cái đó nó không nguy hiểm đúng không? Chứ còn mà nếu mà mình dùng cái hoặc bật lửa mình đưa vô nó bật lên ra là nó cháy mình luôn, ví dụ vậy, thì cái này nó sẽ tiện hơn. Nhưng mà nói thì nói gì chứ cái này chủ yếu là để người ta hút thuốc là nhiều nha. Mấy người hút thuốc lá, sản xuất chất tẩy trắng bột giấy, rồi tức là giấy mình hiểu không, tức là làm từ gỗ đúng không, gỗ mà xay nhuyễn ra, người ta sẽ trong đó người ta trộn với một chất kết dính đó, ta ép mỏng ra, cán mỏng ra, có công nghệ cán cán ra thành giấy. Nhưng nếu bạn lấy cái giấy đó nó dạng khè, nó giống như mấy cái bao bì đựng này nọ thì nó màu vàng, thì giấy đó là chưa có xử lý nha. Còn cái giấy mà mình giấy tập mình giấy A4 rồi nó xử lý dữ dằn là nó mới trắng được như vậy, nên là nó tẩy ra, nó có tính chất là tẩy trắng, hiểu không? Giống như con người mà ở dơ thì cái gì tẩy trắng ra, tẩy cho nó sạch, đó là xà phòng. Còn cái giấy nó bẩn như vậy làm sao cho nó loại mấy cái chất bẩn nó ra nó trắng lại, thì đó là người ta dùng cái chất tẩy trắng đó, là trong đó có sunfua, được chưa? Là nói gì á cho bạn hiểu. Rồi chất dẻo Ebonis, thì chất dẻo này á là chúng ta hiểu á, là những cái chất mà kết dính á, phải những cái chất mà dẻo là những cái chất mà nó có cái tính đàn hồi, cái tính tính đàn hồi cũng cao nha, nó dẻo. Giống như là trong cuộc sống mình gặp cũng rất là nhiều đúng không, chất dẻo, dẻo tức là nó sao, nó phục hồi lại trạng thái mà khi mà tác dụng lực vô nó, hiểu không? Rồi nói chung nhiều mà mấy bạn tự nhớ cái này đi, tự tìm hiểu trong cuộc sống mình rất là nhiều cái loại chất dẻo. Giống như gì, giống như gì gọi là chất dẻo, thí dụ giống như mấy cái trái banh rồi đó đúng không, mấy cái quả bóng rồi dẻo ha, bóp vô ra chắc cũng gọi là chất đàn hồi nhưng mà cũng gọi là chất dẻo cũng được. Rồi tức là mình có thể uống công được, và nó sẽ khi mình thôi tác dụng lực thì nó trở lại trạng thái ban đầu. Dược phẩm là gì, tức là thuốc á, thuốc mà trong ngành y dược á, rồi hay gọi là mấy cái nói chung là cái này là mình biết đi. Phẩm nhuộm chủ yếu là thuốc á. Phẩm nhuộm là gì, là những cái chất mà nhuộm vô vải nè, nhuộm vô vải chủ yếu là vải. Thí dụ mình mặc váy áo mà có màu này màu nọ là do cái nó đó. Nhuộm vô, còn không có nó không dính, nó không có màu nó không có dính vô, rồi cho nên mình mặc lâu ngày cái màu mình nó mờ đi là do mình giặt xà phòng nhiều quá, nó tẩy bớt đi. Chất trừ sâu là mình nãy thầy nói rồi ha, và chất diệt nấm, tức là mấy cái chất này nó sẽ tiêu diệt những con sâu và những cây nấm mốc trong nông nghiệp. Khi mà người ta nuôi, người ta trồng mấy cái cây cối rồi nó sẽ bị sâu ăn hoặc là bị nấm mốc nó chết. Nó giống như con người thì bị bệnh đúng không, thì cây nó cũng bị bệnh giống vậy, nó nấm mốc nó bị mấy này tấn công, còn mình thì bị vi khuẩn virus tấn công thì phải có thuốc uống, còn nó là phải có thuốc trị. Rồi đó, đây sản xuất diêm, sản xuất sulfuric acid, sản xuất trừ sâu, lưu hóa cao su vân vân. Rồi ta sẽ đi vào kiến thức trọng tâm. Sunfo có nhiều ứng dụng trong công nghiệp, dược phẩm, phẩm nhuộm, nông nghiệp vân vân đó. Rồi cái phần này người ta gọi là gì đó, chính là
luyện tập, củng cố kiến thức và rèn luyện kỹ năng đã học. Rồi. Chúng ta đi vào đó là gì? Viết phương trình hóa học, đúng không? À, của phản ứng xảy ra khi cho nhôm, aluminium và kẽm, zin tác dụng với sunfo. Rồi, để học, đúng không? Các cái phương trình hóa học. Tất cả đều có nhiệt độ nha. À, nhôm là tác dụng với S. Đúng ra là S8. Đúng không? Rồi, nó sẽ mấy phản ứng này là có ứng dụng nha. Chắc có lẽ mấy bạn cũng không biết mấy ứng dụng này đâu, đúng không? À, mấy chất này giống như gọi là thuốc chuột rồi, mấy con thuốc rồi đi. Mà ấy là, nhưng mà thôi mình hiểu gì đây, chừng nào mình học tới đó mình biết. À, giống như cái chất này nè, à, được chưa? Cái chất này là toàn là mấy cái chất thuốc mà diệt côn trùng được không á, mấy con đó nó ăn vô là nó chết, để chạy cho người ta ứng dụng trong cuộc sống, người ta tiêu diệt những cái loài gọi là nó gây hại cho con người. Rồi chứ không phải tự nhiên học mấy chất này cho vui đâu, hiểu chưa? Ứng dụng hết đó. Rồi, nhưng mà mình cũng không cần quan tâm, mình chỉ biết phản ứng nó xảy ra như thế thôi, tức là nó đóng vai trò là quá trị hai. À, còn cái này kim loại quá trị ba, quá trị hai thì ha, mình sẽ biết cái đó ha. Rồi chừng nào nó giới thiệu vô, à chất này ứng dụng gì thì lúc đó học. À, trong sách nó có nói học, hoặc là cái thông tin nó trong bài học thì phải học. À, giống như cái câu này nè, không phải là mình làm bài tập là câu trả lời, và cái thông tin của cái này là mình phải nhớ luôn, bởi vì cái đề thi nó cho trong trắc nghiệm, nó cho cái thông tin của cái này mình cũng không được nói là nằm ngoài chương trình, đúng không? Tại vì nó nằm trong sách thì tất cả những gì trong sách phải nhớ. Rồi thủy ngân rất độc đó, giờ rất là độc, hít phải hơi thủy ngân có thể gây hại. Hít thôi nha, hít thôi cái hơi nó cho thần kinh, chứ đừng nói là mình uống nó vô. Hệ tiêu hóa và hệ miễn dịch gây nhiễm độc phổi thận, nguy cơ đến dẫn đến tử vong đó. Nói mà hít thôi là cũng cũng muốn muốn đai rồi, chứ đừng nói chi là ăn nó vô. Rồi hãy nêu cách xử lý thủy ngân khi nhiệt kế thủy ngân không may bị vỡ đó, thấy chưa? À, không may bị vỡ đó là cái hồi nãy thầy nói đó, là cái này rất quan trọng. À, cái hình này nó gọi là vận dụng, vận dụng là cái khó. À, vận dụng kiến thức tức là và kỹ năng đã học, tức là mình phải có kiến thức này và phải có kỹ năng nữa, mình kết hợp lại với nhau mình mới vào thực tiễn, mình mới giải quyết được cái vấn đề trong thực tiễn, thì cái vấn đề này là khó nha. Rồi vậy chúng ta sẽ cách xử lý nha. Cách xử lý, cách xử lý thủy ngân nhiệt kế không may bị vỡ. Không may là sao? Tức là xui á, xui xẻo, tức là không may, ta dùng từ không may cho nó nghe cho nó hay đấy, chứ nơi xui bị vỡ thì kệ quá, đúng không? Dùng que bông ướt hoặc giấy mỏng, dùng que, que là việc nè, que bông ướt để nó thấm vô đó, để nó dính vô đó, hoặc giấy mỏng thu gom thủy ngân. Rồi cho các hạt thủy ngân vào lọ thủy tinh bịt kín. Và cái này có thể là mình nói thêm cái là gì, tí thì sẽ bổ sung thêm kiến thức cho mấy em, đó là gì? Chỉ có duy nhất cái kim loại ở thể lỏng là ở nhiệt độ thường đó là thủy ngân, còn lại tất cả là không phải là hệ lỏng. À, nhớ nha, cái đó đi thi nhiều khi nó cũng hỏi đó. Động tác khi thu gom thủy ngân phải thích hết sức nhẹ nhàng, bởi vì tránh nó phân tán ra. Khi thu gom thủy ngân phải hết sức nhẹ nhàng như nó, chứ còn mạnh tay quá là nó sẽ phát tán ra ngoài, nó chia thành nhiều mảnh nhỏ là càng mệt. Để tránh các hạt thủy ngân phân ly, để tránh các hạt thủy ngân phân ly thành các hạt nhỏ hơn. Khó khó gom đúng không? À, gây khó khăn cho việc thu dọn
Rồi tiếp theo đó là gì? Nếu nếu có thể nên rắc một ít bột lưu huỳnh. Ví dụ bây giờ mình nhà mình không có lưu huỳnh làm sao? Thì chỉ có cái là đem đi đốt là hữu hiệu nhất. Đốt cho nó cháy hết. Cái gì mà đốt rồi thì nó sẽ bị lửa tác dụng á, thì thường như cái chất đó nó ít có gây hại hơn. Còn nếu mình để như vậy rất là nguy hiểm, nó còn nguyên chất của nó đó. Nếu có lưu huỳnh trong nhà mình có lưu huỳnh thì chắc chắn là thường không ai mua lưu huỳnh thì để trong nhà chắc độc trong nhà đúng không? Chắc chắn rồi. Như vậy người ta sẽ đốt, chủ yếu là người ta đã gom được người ta đem đi đốt chứ đừng có để trong thùng rác nguy hiểm nha. Rồi vì lưu huỳnh phản ứng với thủy ngân. Đó, ngay điều kiện thường. Tạo thành hợp chất khó bốc hơi hơn. Rồi vậy thủy ngân cũng là một cái chất mà có thể bốc hơi được nha. Tại vì điều kiện thường nó ở thể lỏng mà giống như nước vậy đó. Rồi ví dụ mà nóng hơn nó bốc hơi nó bay lên hít cái là mệt nó tử vong luôn. Bây giờ ngồi hít cái hơi thôi là đã cái hàm lượng rất ít mà thấy còn nguy hiểm. Thì huống gì chi là mình sử ăn vô cùng ha. Rồi kiến thức bổ sung kiến thức như thế nào, tức là thủy ngân á, ở nhiệt độ thường ở nhiệt độ thường chỉ có duy nhất cái kim loại đó là thủy ngân là tồn tại ở thể lỏng. Rồi, đó là cái điều mà mình cần nên biết. Mỗi cái mình biết một ít liên quan đến nó thì sau này giải đề cũng vậy, cái nào mà thấy thầy thấy có liên quan nữa thì thầy sẽ cho mấy em thêm thông tin nữa để mấy em tích lũy mỗi ngày một ít nha. Từ từ mình sẽ giỏi thôi. Vậy đó. Thì thầy dạy nhiều năm rồi thầy mới có được cái kinh nghiệm, chứ còn người ta khi người ta cũng không quan tâm thầy thì thấy cái điều đó nó quan trọng thì thầy mới đưa vô, chứ còn không quan trọng thì cũng không không có đưa làm gì. Chỗ này mình nên biết thêm cái phản ứng HG tác dụng vẽ rồi. Thảo luận số 6, tức là hãy nêu một số ứng dụng của sunfua đơn chất trong đời sống sản xuất. Ứng dụng của đơn phua sunfua sắc trong đời sống và sản xuất. Rồi. Nãy giờ mình đâu có học ứng dụng đâu đúng không? À, đó. Đây. Có chứ, đúng không? Đó. Mình mới trả lời được, chứ còn câu hỏi này mà nếu như nó hỏi đầu tiên là không có trả lời được. Thì có bao nhiêu cái? Bốn cái là nhớ, bốn cái này. Thì đi thi lần nữa nó sẽ cho hỏi bốn cái này thôi. Chứ còn hỏi ngoài là mình cũng biết đâu. À, không biết đúng hay sai đâu. Đó là sản xuất nhiêm nè. Sản xuất sulfuric acid nè, sản xuất trừ sâu nè. Và phẩm nhựa. Tức là mình lấy cái câu này mình trả lời nè. Không? Nhưng mà trả lời đúng cho trả lời trên này mới đầy đủ. Cái này là cái trọng tâm thôi. Nó nói không có đầy đủ. Nó kiểu chung chung mà hiểu không? Sunfua có nhiều ứng dụng. Nhưng mà thực chất đúng của nó là cái này nè. À, đó, được chưa? Cái này là nó nói trong công nghiệp thôi. Cái này nó nói là sunfua có nhiều ứng dụng trong công nghiệp, dược phẩm, phẩm nhựa, nông nghiệp. Đó là nó nói chung đó, nó cái lớn đó. Và cái này là cái riêng lẻ. Nó hỏi cái đời sống và sản xuất là những cái riêng lẻ, chứ không phải là mình trả lời cái kia là đúng. Cho nên nhiều khi mình đọc câu hỏi mà mình không có hiểu hết câu hỏi của nó đó. Tức là mình thấy cái chữ ứng dụng thôi, mình trả lời cái kia là nó không có đúng. Trong đời sống sản xuất thì mình sẽ trả lời là một số ứng dụng đơn chất sunfua
đó, trong đời sống sản xuất. Tức là mình lấy những cái hình ảnh mà trong đời sống hàng ngày của chúng ta, đúng không? Đó là sản xuất này đó, diêm. Cái thứ hai đó là gì? Sản xuất sulfuric acid. À, thứ ba đó là gì? Sản xuất thuốc trừ sâu. Thứ tư đó là gì? Lưu hóa cao su. Rồi xong. Ta đi vào mục số 2, đó là sulfur dioxide. Còn cũng nhiều dữ ta. Nào luôn đi ha. Sulfur dioxide, tìm hiểu tính chất hóa học và ứng dụng của sulfur dioxide. Sulfur dioxide SO2 là chất khí không màu, không màu, mùi sốc, độc. À, hồi xưa thì nó đã là mùi hắc, mà bây giờ chương trình mới nó đã là mùi sốc. Rồi, tức là hít vô khó chịu bạn, sốc, giống như bị sốc vậy. Rồi hít phải sẽ gây viêm đường hô hấp nặng hơn không khí 2 lần, tức là phân tử của nó là nhiều, 64, còn không khí có 29, 29 nhân 2 có 58 thôi, thì nó tính xấp xỉ thôi chứ không có tính chính xác được nha. Không khí thì mình biết là 29 rồi đúng không, là nhân 2 là 58, ở này là 64, thì chia ra thì có 5 2 phẩy mấy đó. Nhưng mà ta sẽ nói kiểu là em nói chừng thôi chứ đâu phải là nói chính xác. Hóa lỏng ở âm 10 độ C, nếu mà cái khí này mình đưa vô cái bình, mình đưa vô thiết bị làm lạnh âm 10 độ là nó lỏng, tan nhiều trong nước. Tan nhiều trong nước tức là một thể tích nước ở 20 độ C thì hòa tan được 40 thể tích SO2. À, thấy nhiều ha. Tức là nếu mình đưa về về trạng thái lỏng này nè. Và nếu mà mình để vô 1 lít nước đi thì mình sẽ bỏ vô 40 lít SO2, nó tan hết. À, mình nhìn không có thấy nha. Còn nếu mình để nhiều hơn thì nó sẽ tách thành 2 lớp. Nó có một cái lớp tan, một cái lớp không có tan. Và mình nhìn vô mắt mình thấy được. Còn khi nó tan vô thì không thấy. À, thấy giống như là một. Còn khi mà nó không tan là mình thấy nó có phân ra thành 2 lớp. Con mắt mình sẽ nhìn thấy được cái điều đó. Giống như bây giờ mình không tin thì giờ thí dụ bây giờ mình về mình lấy cái gì không tan trong nước, thí dụ mình lấy cái dầu ăn đi, mình đổ vô nước mình thấy nó không tan, nó tách thành 2 lớp đúng không, nhưng mà mình để rượu vô là nó tan, là nó nhìn không thấy tách thành 2 lớp. Rồi sulfur dioxide là chất khử khi tác dụng với chất khử, là nó tăng số oxy hóa, nó tăng khi tác dụng cho oxy hóa mạnh như halogen hay là mình biết rồi, mình học rồi đúng không, ở lớp 10 học rồi, đó là fluor, chlor, fluorine, chlorine, iodine ha, fluor, chlor, brom, bromide, iod, iodine là mấy cái chất halogen. Rồi, potassium, carbon ganat, permanganat tức là KMnO4, nitrogen dioxide tức là NO2 vân vân. Đó, nó tác dụng thì ở đây nó cho tác dụng với nitrogen dioxide nè. Đó, thì cái phản ứng này nó cướp oxy của thằng này, nhiệt độ thường thôi. Nó lấy ô, nó tạo ra SO3 cộng với NO. Phản ứng nha. Nhớ nha, phản ứng sách giáo khoa không quên được nha. Là số oxy hóa nó tăng nè, từ này là cộng 4 lên là cộng 6 nè. Còn này giảm nè, đây là cộng 4 là giảm còn cộng 2. Sulfur dioxide là chất oxy hóa khi tác dụng mạnh với, tức là nó tác dụng với ba thằng này. Mà tại sao nó ghi con thằng? Tại nó thích ghi con thằng vậy đó. Hiểu không? Rồi, tại nó thích ghi con cái vậy đó, đại diện thôi. Ghi hết, sách nó dày lắm, nên nó không ghi. Thì trong quá trình mình làm bài tập, tại vì nó có hỏi thì mình cũng phải biết nó tác dụng được như này nha. Còn phản ứng thì có thể là mình nếu nó cho thì nó sẽ cho phản ứng luôn, còn không thôi chứ nó không kêu mình biết đâu. Nhưng mà cái này là có thể là nó kêu biết. Rồi sulfur dioxide là chất oxy hóa khi tác dụng với chất khử mạnh như
À, tức là nó đóng vai trò chất khử thì nó tăng, bây giờ nó đóng vai trò chất xóa rồi nó giảm nè. À, nó cho H2S với MG, hai cái này chủ yếu. À, là tác dụng H2S này. Thì nó bị cướp oxy, nó bị nhường oxy cho này. Không, nó còn hai cái S này nó dâng ra. À, tức là O nó ghép với H nó tạo ra nước. Thì cái rất này số oxy hóa này là cộng 4, nó giảm xuống còn 0. Vậy nó giảm là nó đóng vai trò là chất oxy hóa. Như vậy sulfur dioxide. Hồi nãy sulfur mình học rồi, một số 1 thì nó còn đóng vai trò hai thứ luôn. Khử oxy hóa, bây giờ sulfur dioxide cũng vậy, bởi vì số oxy hóa trung gian. Tức là cái mẹo mà để mình nhớ là cái số oxy hóa nó không cao nhất, cũng không thấp nhất. Nó nằm giữa giữa, giống như sulfur nằm giữa đó là không. Không thì nằm giữa trừ 2 với mấy số cộng cộng 4, cộng 6 nữa. Thì bây giờ cái này là SO2 là nó cộng 4 thì nó cũng nằm giữa. Số lớn nhất là cộng 6, nhỏ nhất là trừ 2, cho nên nó dẫn đóng hai vai trò ha, là khử bộ oxy hóa. Đó là để gì sao nữa, nó hỏi là trong các chất sau, chất nào vừa đóng vai trò là chất khử vừa đóng vai trò là chất oxy hóa? Có thì mình phải biết trong đó nó có S, SO2 là mình phải nhớ mới làm được ha. Rồi đề thi là bất kỳ cái gì nó cũng hỏi được ha. Tức là nó sẽ hỏi kiểu cách nó như thế đó. Rồi, sulfur dioxide được dùng để sản xuất sulfuric acid là H4, tẩy trắng giấy, bột giấy, chất nấm mốc cho lương thực thực phẩm, vân vân. Rồi bây giờ kiến thức trọng tâm đó là trong phản ứng hóa học, sulfur dioxide có thể đóng vai trò là chất oxy hóa hoặc chất khử. Rồi sulfur dioxide có nhiều ứng dụng trong đời sống và sản xuất. Đó. Bạn hiểu không? Sulfur dioxide là như thế. Rồi nó nói cái từ là hoặc trong phản ứng học là chất oxy hóa hoặc chất khử thôi, chứ không thể xảy ra được vừa oxy hóa vừa khử được. Tuy nhiên có một số phản ứng nha, có một chất nó vừa đóng vai trò oxy hóa vừa đóng vai trò chất khử luôn, nhưng mà đối với này là chỉ đóng một trong một vai trò trong một phản ứng thôi, nó không thể diễn được hai vai. Ừ, nhưng mà có nhiều người có nhiều cái phản ứng học nó đóng được hai vai luôn. Đấy. Cái từ hoặc này là bên toán học mình biết ha, từ và là khác từ hoặc rồi. Rồi. Ta đi vào cái mục thảo luận số 7. Xác định số oxy hóa, xác định tính oxy hóa tính cử của mỗi chất trong phản ứng 1 và 2. Cái này dễ quá rồi. Thì ta xét đầu tiên là phản ứng 1 trước. Này lớp 10 mình làm nhiều dữ lắm rồi, đúng không? Làm nhiều tử mấy cái này hết. Này cộng 4 này cũng cộng 4 luôn. Nhưng mà tại sao lên lớp 11 nó hỏi lại? Bởi vì nếu không biết mấy cái này làm bài tập không có được. Nên cân bằng phản ứng siêu khử là mình mới làm tính toán đó, bảo toàn nguyên tố rồi. Rồi biết tăng bao nhiêu rồi, hiểu không? Đó, bảo toàn electron cho nên nó mới hỏi. Ở trong phản ứng 1 thì SO2 đóng vai trò là chất khử, bởi vì số oxy hóa là nó không chịu giải thích, chỉ ghi thôi nha. À, SO2 đóng vai trò là chất khử. Đó, NO2 đóng vai trò là chất oxy hóa. Rồi, cái phản ứng số 2. Ở đây là cộng 4. S ở đây là trừ 2. S ở đây là 0. À, vậy một cái là cộng 4 nó giảm xuống 0, nó là đóng vai trò là chất oxy hóa. Còn trừ 2 tăng lên 0, đóng vai trò là chất khử. Tức là trong phản ứng 2, SO2 đóng vai trò là chất oxy hóa. Và H2S đóng vai trò là chất khử. Hay lắm nha, mấy này nhớ nha. Chương trình mới này có những cái phản ứng mà đó chương trình cũ không có học, giống như phản ứng này nè, chương trình cũ là không có nè. Hồi đó chương trình cũ là lấy SO2 nó cộng vô hai cho đằng này, nhưng mà có lẽ là chương trình mới cái phản ứng này nó ứng dụng trong cuộc sống nhiều.
Có lẽ là người ta mới cho ra à. Đấy thì nói chung là cứ tiếp thu cái nào thầy nói ra thì mình đáng nhớ. Tìm hiểu sự hình thành sulfur dioxide do tác động của con người, tự nhiên, tác hại của sulfur dioxide và một số biện pháp làm giảm thiểu lượng sulfur dioxide thải vào không khí. À, đây sulfur dioxide được sinh ra trong tự nhiên và do tác động của con người. Ví dụ đây, núi lửa phun trào trong tự nhiên nè, tức là con người không có tác động được cái núi lửa này. À, nhà máy điện sử dụng nhiên liệu hóa thạch, đó là do tác động con người. Nhà máy điện là con người mới có được nhà máy, phương tiện giao thông cũng vậy, có con người thì lúc đó nó thải ra môi trường. Đó, sự phát thải SO2, có bạn hỏi làm sao trong mấy cái này nó ra cái này, bạn biết không, trong cái nhiên liệu trong mấy cái xe này nó có axit trong đó là H2S4. Trong quá trình động cơ nó hoạt động, nó một phần nó cũng đốt cháy đi à, để sinh ra cái khí SO2 này. À, tức là không phải là xăng không, còn nhiều nhiên liệu khác như là nhớt đúng không, hoặc là axit trong mấy cái bình rồi đó. Đó để nó tồn tại nó mới tạo ra động cơ đốt trong, thì quá trình đốt cháy đó nó sẽ sinh ra SO2, hiểu không? Rồi sự phát thải SO2 vào bầu khí quyển là một trong những nguyên nhân chính gây ra mưa axit. Đó, vì mưa axit hôm trước đã có cung cấp thông tin rồi đúng không? Đó là SO2 với NO, Xe. Còn hiệu ứng nhà kính đó là CO2 với NO, Xe. Chủ yếu là NOx. Rồi mưa axit tàn phá nhiều rừng cây, tức là xuống cái cây trong rừng nó sẽ chết, tại vì axit là nó làm chua, rồi là nó chết. Cái cây này nó không có muốn chua, nó cũng không có muốn bây giờ nó quá cao, nó thường thích ở trung tĩnh hơn, hiểu không? Rồi công trình kiến trúc bằng đá và kim loại, nó đá thì trong đá nó có vôi, vôi thì nó dẫn tác dụng với axit, rồi kim loại thì chắc chắn là tác dụng axit, biến đất đai trồng trọt thành những vùng hoang mạc, tức là sao, là không có cây cối. À, hoang mạc là hoang là vắng, mạc hoang mạc tức là cái vùng không có cây cối, nói gì nói chung là gì đấy ha. Rồi để giảm thiểu lượng khí thải này cần kết hợp một số biện pháp sau, tức là để giảm cái này trong các nhà máy xe cộ này là tùy thuộc vào nguồn thải của S2 à, tức là thí dụ bây giờ để giảm thải giao thông này thì người ta sẽ thay bằng xe điện, thì tương lai là người ta sẽ không dùng xe xăng dầu, người ta thay bằng điện à, giống như VinFast vậy đó, Việt Nam mình cũng là nổi tiếng đấy. Còn mấy cái nhà máy này tương lai người ta cũng dùng điện hết, chúng ta không có dùng nhiên liệu được để đốt, nên là tương lai thôi, ta dùng điện hạt nhân rồi đó, mấy nhà máy điện hạt nhân rồi đó, chứ người ta không có dùng cái nguồn đốt xăng dầu à, để tránh ô nhiễm môi trường. À. Sử dụng các nguồn nhiệt sinh học thân thiện với môi trường như hydrogen, ethanol, tức là sau này các nhiên liệu sinh học giống như mình đổ xăng đúng không, thì trong trong xăng nó có gọi là xăng E5, thì nó có chứa ethanol 5%, đó là C2H6O hay là C2H5OH. Hydrogen là H2, thì những cái khí này chủ yếu là trong các cái động cơ như là tinh lửa rồi. Còn ở đây ngoài đời mình chiếc xe mà mua hydrogen chắc không đủ tiền mà mua đâu, đúng chưa? Rồi, tức là người ta vẫn chế tạo được đó, nhưng mà cái nhu cầu phục vụ là không có à, cho nên người ta không có bán ra thị trường được, người ta không làm. Tức là bây giờ bạn biết công nghệ rất là cao rồi đúng không, nhưng mà người ta vẫn chưa có sản xuất ra mấy cái đó, bởi vì sao? Bởi vì cái chi phí quá cao, không phù hợp, chứ không phải là người ta không làm ra được nha. Nói chung là công nghệ làm được hết rồi đó. Thay cho nguồn năng lượng hóa thạch, tức là những cái nguồn năng lượng mà trong tự nhiên như xăng dầu, hiểu không, ga rồi, là năng lượng hóa thạch. Rồi khai thác các nguồn năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời,
năng lượng tái tạo, khai thác các nguồn năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời, năng lượng gió, năng lượng mưa, năng lượng sóng biển, thủy triều, địa nhiệt. Mấy cái nguồn năng lượng này tái tạo được. Tại sao tái tạo được? À, đúng không? Tại sao mà khai thác các nguồn năng lượng tái tạo? Như năng lượng, ví dụ bây giờ ta nói cái dễ nhất nè, cái mặt trời này thì có lẽ là nó hơi sâu xa nha. Ví dụ cái năng lượng tái tạo được giống như là năng lượng mưa. Đúng không? Bây giờ ví dụ mưa là tái tạo được cái gì đúng không? Ví dụ mưa nó rơi xuống dưới đây. Rồi mình sử dụng nước nó, mình làm bốc hơi lên nữa thì nó cũng thành mưa nữa, cứ tái tạo vậy đó. À, đơn giản vậy thôi, cho nó dễ, còn mấy kia sâu xa quá, nói giải thích càng nói càng nhiều càng mệt. Tức là nó không phải là cái năng lượng không tái tạo được giống như là hóa thạch nè. Giống như mình sử dụng một thời gian giống như mấy cái mỏ này, giống như mỏ vàng đây năng ví dụ mình khai thác nó rồi, lâu còn nó đâu khai thác. Đúng không? Nó hết rồi. Là không tái tạo được, nhưng mấy cái này là nó sẽ có hoài luôn. Tức là nếu như nó đẻ ra hoài vậy ha. À, mình nói gì cho nó dễ hiểu. Đấy. Rồi, xử lý khí thải công nghiệp trước khi thải ra môi trường. Đó, tức là SO2 này nếu thải ra thì mình sẽ dùng mình sục nó vô một cái dung dịch nào đó. Rồi nó sẽ giữ lại mấy khí này, nó không bay ra môi trường. Thì lúc đó chúng ta mới giữ được cho không khí trong lành, trong sạch. Rồi, tới kiến thức trọng tâm. Sulfur dioxide là một trong những chất chủ yếu gây ô nhiễm môi trường, không khí. Đó. Vậy người nữa người ta hỏi khí ô nhiễm môi trường chủ yếu là khí nào? Mình phải biết khí này. À. Rồi, và có hại sức khỏe con người. Đó. Hiểu không? Rồi, cho nên đi ra đường phải mang khẩu trang. À, để tránh trường hợp hít phải mấy cái khí này. À, rồi. Chúng ta đi vào một tiếp theo, đó là thảo luận số 8. Nêu một số nguồn phát thải SO2, sulfur dioxide và tác hại của khí này. Đó. Học cái gì là phải nhớ cái đó, được chưa? Rồi. Thì chúng ta muốn giỏi thì chúng ta phải có cái niềm đam mê. À, không đam mê là không giỏi được. Học mà đam mê, học mà mấy bạn hiểu không? Giống như là mấy bạn không học mấy bạn thấy nó buồn, như nó thiếu thiếu gì đó, giống như mấy cái người mà nghiện rượu gì đó. Không uống rượu là ghiền lên nó khó chịu cho người. Thì mình học mà mình không học là mình khó chịu cho người. Thì như vậy á mình mới giỏi được ha. Được không em? Mấy em làm sao mình tạo ra được cái gì? Cái điều đó. Cái điều mà nghiện học. Bây giờ thì mình phải nói chung là cái đó cũng biết nó làm sao tạo ra nữa. Ví dụ cái đứa mà lười biếng quá làm sao tạo cho nó siêng học đây? Thì chắc chắn phải có một cái tư tưởng giáo dục của cha mẹ là chủ yếu. Thầy cô là thứ yếu, thầy cô không bằng cha mẹ đâu. Cha mẹ mới là quan trọng nhất. À, tác động của tâm lý của học sinh làm sao mà nó biết cái điều học là quan trọng nhất. Đó, giống như một số câu nói nổi tiếng đó là học sống là để lao động và học tập. À, là mình phải hiểu đó, tức là con người sống mà chủ yếu là phải lao động và học tập. Còn nếu mà mình không làm được điều đó thì mình sống nó vô nghĩa lắm. À. Đấy. Tác động của con người ở trong tự nhiên này là mình thấy cái hình ảnh nè, đó là núi lửa, còn tác động người là hai cái này nè. Vậy mình phải học thuộc, nhưng mà mình sẽ khó thuộc lắm, nhưng mà mình nhìn hình ảnh này mình nhớ. À, nãy giờ tôi thấy có một cái ngọn núi lửa nè, tôi thấy có cái nhà máy hạt điện hạt nhân đồ nè, đó cái nhà máy. Rồi thứ hai là thấy bên kia nó có xe cộ rồi. Thì cái hình ảnh nó sẽ lưu trong ảo mình lâu, còn mình đọc qua cái thông tin này đảm bảo mau quên rồi. Đúng không? Nhưng mà mình phải ngồi nghiệm là một đấy nha, để nữa nhớ đó là khi khí thải các đốt nhiên liệu hóa thạch đó. Trở lại này nè, nhà máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch đó, được chưa? Như là nhà máy sử dụng
nhiên, hay là gọi cho nó dễ đó là gọi giống nó vậy luôn đi, nhà máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch đó. Rồi đó, đây phương tiện giao thông vậy thôi, đơn giản vậy thôi đó, tức là mình để cho mình ghi cho nó chuẩn đó, là mình ghi gì nè, là đốt nhiên liệu hóa thạch. Khí thải các phương tiện giao thông, cái kia là hình ảnh nó nói vậy thôi, nhưng mà khi mình nói là bằng lời tác hại thì mình phải nói như vậy, hiểu không? Cái nguồn phát thải là nói như vậy. Rồi cái thứ hai là tác hại các loại khí này, đó là như thế nào, đó là sự phát thải khí CO2 vào khí quyển là một trong những nguyên nhân gây ra hiện tượng mưa xịt, đúng không? Sự phát thải. Oh, cái từ ngữ bây giờ sách mới nó viết hay lắm, sự phát thải. Cái hồi xưa nó không có nói kiểu đó, vào bầu khí quyển đó là một trong những nguyên nhân. Bạn biết một bộ sách là thường sử dụng bao nhiêu năm mới thay đổi không? Như cái bộ sách cũ của mình đến đây là cũng gần 20 năm rồi đó. Tức là thường một bộ sách mà khi người ta thay đổi là cũng khoảng là từ cái lứa học sinh mà học lớp 1 tới lớp 12 nó học xong hết chương trình nó mới được thay đổi, tức là khoảng trên 12 năm chứ không lẽ tự nhiên giờ học tới từ lớp 1 tới lớp 10 cái tự nhiên cái học sinh mới kỳ đúng không? Thì cho nó, nhưng mà cái chu kỳ của mình không phải là chính xác vậy nha, thường nó có thể là 15 năm 20 năm. Nhưng mà thường thì thấy là phải một thập kỷ trở lên, trên 10 năm nó mới thay đổi một lần, chứ không phải tự nhiên vài năm thay đổi một lần, không phải nha. Rồi. Tiếp theo là cái câu số 9. Rồi, chính nó hỏi như thế nào, giải thích sự hình thành mưa axit từ sulfide sulfur dioxide là SO2. Rồi giải thích đây. Hôm trước là mình có học rồi đúng không? Phải có xúc tác các ion rồi đó, hiểu chưa? Kim loại đó giờ nó hỏi ngược lại, nó hỏi đúng là những cái mà mình đã trải qua rồi, chứ nó hỏi những cái trước là bài trước là mình học rồi. Xúc tác dưới xúc tác nè của các ion kim loại trong khói bụi. Ủa sao nó nói gì? Bởi vì cái bài trước là nó liên quan đến SO2, nhưng mà bài này mình đang học nó là chính học chính nó, cho nên nó phải ưu tiên cho nó nói lại hơi phổ SO2. Sau đó kim loại trong khói bụi của SO2 phải có xúc tác ion đó mới xảy ra phản ứng nha, còn cái khí mà NO2 là không cần, nó cũng xảy ra đó, tác dụng O2 với nước H2O3 hòa tan, nói chung là quan trọng đó trong nước ha. Mưa đó, khi mà làm đề thi mà nó cho ra cái này trời, mình thấy nó xuống tức là sao biết không, mình hiểu được hết bản chất của nó rồi, nó cho ra cái kiểu giống như là mình làm rồi mình biết được nó là tồn tại như vậy đó ha. Rồi thậm chí mình biết còn sâu hơn nữa, mà nó hỏi càng quá nhiều khi mình không thích nữa đúng không, thích câu hỏi nó anh phải hỏi cho nó hay hơn là anh hỏi thí dụ là mưa axit thì do những cái khí nào và khí nào nó có sử dụng chất xúc tác đó, thì nghĩ có đâu hai, còn khí nào hai là không có sử dụng, đó là mình đi về chiều sâu. Còn ví dụ nó cho sẵn luôn, nó hỏi phản ứng nào thì cái đó thì dễ rồi đúng không? Đó là chẳng qua là nó dọn sẵn lên bàn cho mình ăn rồi mình không không dùng nữa thôi luôn. Đấy. Rồi thì phải ráng học, đúng không? Cố gắng đầu tư, còn có 1 năm nữa, hết 2 năm nữa chứ. Hết năm nay là năm sau là mấy bạn thi rồi. Đó. Thì một là mấy bạn vô các trường, bạn có tương lai, còn nếu thi rớt thì khó lắm. Thời buổi hiện tại bây giờ nói thật sự, bạn không có kiến thức, không có trình độ, kiếm tiền rất khó, khó lắm. Nói như bạn biết vậy đó, nếu bạn không lo học thì sau này cái tương lai mấy bạn khó, khó là sao, nó cực khổ. Tất nhiên cũng có nhiều người không không học cao vẫn 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 gì vẫn thành công lớn,
nhưng mà đa phần là phải học nha. Chứ mình đừng có dùng cái từ là mình đừng có nằm trong cái trường hợp ngoại lệ đó chưa. Rồi tiếp theo đó là cái mục này, đó là mục vận dụng đó. À, nãy nói à, là vật khó đó, tức là cái câu hỏi mà nó thực hiện vận dụng là sẽ khó, và trong đề thi là những câu vận dụng là những câu cắt điểm, thường là học sinh không làm được. Rồi em hãy tìm hiểu đó. Tìm hiểu là sao? Tức là không có trong sách đâu, tìm ở đâu á, và đề xuất một số giải pháp phù hợp với lứa tuổi học sinh để giúp giảm thiểu SO2 vào khi thải vào không khí đó. Tức là theo em thì học sinh mình nó làm gì đối với cái lứa tuổi của mấy em á, còn đối với những cái nhà khoa học, những cái nhà bảo vệ môi trường thì không nói đi à, nhưng mà mình là học sinh thì mình làm được cái gì để cho để giúp ích cho cái thí dụ năm điều Bác Hồ dạy có một điều đầu tiên đó là gì, yêu tổ quốc yêu đồng bào, đúng không? Thì mình làm cái này là mình đang yêu tổ quốc yêu đồng bào rồi đó. Mình giúp cho môi trường sạch đẹp là mình giúp cho đất nước của mình nó không có bị ô nhiễm, thí dụ vậy, không khí là mình đã làm được điều thứ nhất của Bác Hồ thôi. Giúp cho người dân không bị ảnh hưởng thì làm như thế nào, theo em là như thế nào? Thì bây giờ nè, ví dụ bây giờ mình đốt nhiên liệu nó sinh ra khí này thì bây giờ mình sử dụng tiết kiệm lại, tất nhiên không đốt là không được nhưng mà đốt ít lại thôi, hiểu không? Ví dụ hồi đó mình đốt nhiều giờ đốt ít lại, chứ không đốt làm sao sử dụng, đúng không? Đâu có tiền đâu mà mua mấy cái dụng cụ mà giống như nãy nha, giống như chạy bằng hydrogen ethanol. Rồi ví dụ là tiếp theo là mình làm được gì nữa, tuyên truyền vận động mọi người sử dụng các nguồn sinh liệu thân học sinh học thân thiện với môi trường, tránh gì sử dụng nguồn nhiên liệu hóa thạch. Tuyên truyền là làm sao, ví dụ bây giờ mình thấy bạn mình nhà nó sử dụng cái đó, mình nói ơi đừng mua đó, mua này giống gia đình tôi này xài, thì gọi vậy là cái đó gọi là tuyên truyền rồi, chứ không phải đem cái loa chạy vòng vòng phát ra, đúng không? Đó. À, được chưa? À, cũng tuyên truyền cho mọi người sử dụng cái nguồn nguyên liệu tái tạo như là năng lượng mặt trời, ví dụ như mình làm mấy cái đèn mà bằng năng lượng mặt trời đó để lên nó sáng, thay vì mình dùng đèn điện hoặc là năng lượng gió, hiểu không, để mình tạo ra dòng điện thay vì mình sử dụng điện đó, ví dụ vậy. Thì những cái thiết bị đó vậy là mình đã, ví dụ mình nói cho bạn bè mình biết thôi, được chưa? Thì đó gọi là tuyên truyền rồi đó, được chưa? Nói vậy thôi chứ mình học thì học vậy thôi, chứ cuộc sống mà, đúng không? Đa phần con người ta cũng không có thích làm những cái việc mà không có lợi cho người ta, thường là như vậy. Nhiều khi mình nói người ta còn không tin, người ta nói mình nói xạo nữa, đúng không? Trong cuộc sống nó có nhiều điều như vậy đó. Là nhiều khi mình tốt mà người ta nghĩ là không tốt đấy. Nhưng mà mình phải biết lựa đối tượng để mình tuyên truyền, đúng không? Chứ đừng có lựa những đối tượng mà nó không có hiểu biết gì hết trơn. Những đối tượng mình nói ra không có lợi gì cho mình hết, nhiều khi có hại cho mình hết. Cho nên thôi, mình tốt nhất là mình phải biết mây tầng nào thì mình theo gió tầng đó. Rồi tuyên truyền vận động mọi người sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo. Như năng lượng mặt trời, năng lượng gió. Rồi, chưa? Đó, hoàn thành cái này. Rồi, ta sẽ đi vào phần bài tập. Câu thứ nhất, tính chất nào sau đây không phải là tính chất vật lý của sinh phôi? Màu vàng ở điều kiện thường,
Vàng ở điều kiện thường đúng không? Đúng rồi, chắc rắn. Thể tích, thể rắn ở điều kiện thường đúng luôn. Không tan trong benzen là sai nè. Tan trong benzen nha, không tan trong nước thôi. Không tan trong nước là đúng. Vậy đáp án C là sai. Tức là vì sunfua tan trong benzen nãy mình học rồi đó. Hiểu không? Có tính chất vật lý của nó đó. Không nhớ là thua à. Tan được trong benzen. Cho nên dẫn đến đáp án C sai. Chọn C. Rồi. Câu bài tập số 2. Đó là như thế nào? Tất nhiên sách bài tập thì bài tập nó sẽ khó hơn là sách giáo khoa như vậy. Sách giáo bài tập là nó hay hơn tí. Nó có nhiều bài tập phức tạp hơn. Còn sách giáo khoa thì đa phần là cho dễ. Số oxy hóa của sunfua trong SO2. À, dễ quá rồi. Đúng không? Cái câu này là mình làm được ha, khỏi cần ghi ra cũng được. Số oxy hóa của sunfua trong phân tử SO2 là gì? Trong phân tử S2 là cộng 4. Đúng không? Chọn đáp án A. Nếu mình tính ra giống như lớp 10 cũng được, mình đặt ra chữ X, O là trừ 2 nhân làm gì chi nó mà. Cái điều đó là hiển nhiên ai cũng biết. Đó. Lớp 10 là chúng ta đã rành câu đó là chỉ dùng cho lớp 10 là trả lời được câu này rồi ha. Không cần là lớp 11. Đấy, kiến thức của lớp 10 đủ xử lý. Rồi cho các phần sau. S cộng O2 mấy phần này nhớ. Đó, vì cái phần này có thể ra trong bài tập. Bây giờ nữa nó kêu hai này tác dụng nhau rằng gì? Mà rõ ràng trong lý thuyết mình có học. Trong sách giáo khoa nó có phần này. Mặc dù mấy phản ứng này là mình gặp hết rồi. Nhưng phản ứng này là chưa gặp. Chỉ gặp trong cái phần bài tập. Mình phải nhớ. Bởi vì đề thi nó sẽ cho những cái mà người ta ít nhớ nó cho. Còn cái dễ nhớ thì ai cũng biết rồi. Làm sao mà phân loại được học sinh. Đúng không? Cho nên phản ứng càng khó, mình càng phải nhớ. Đó, nó ra là H2S4. Tức là nó tăng lên cộng 6. Còn này nó giảm xuống 2. Đó. Rồi, như vậy có bao nhiêu phản ứng trong đó ô sunfua đóng vai trò là chất khử? Là tăng. Thằng này không lên cộng 4 nè, tăng. Tức là mình xét phản ứng. Phản ứng E đó thì sunfua S đóng vai trò là chất khử. Tức là cụ thể đó là gì? Không. Tăng lên, đúng không? Cộng 6. Rồi xét phản ứng B thì HS là không giảm xuống trừ 2 là đóng vai trò chất oxy hóa. Rồi, bởi vì nó giảm từ 0 giảm xuống là trừ 2. Ghi gì cho nó dễ ha. Rồi xét phản ứng C thì S đóng vai trò là 0. Đây là trong H4 là cộng 6. Cho nên là đóng vai trò là chất khử. Không tiến lên cộng 6. Rồi xét phản ứng D thì không xuống trừ 2 thì S đóng vai trò là chất oxy hóa. Như vậy nó có hai đáp án để mình chọn, đó là đóng vai trò chất khử, đó là A với C. Vậy ta sẽ chọn hai ha. Rồi vậy sẽ chọn là B. Rồi câu bài tập số 4, bài cuối cùng của bài học này. À, vậy là hoàn thành đó, dễ mà đúng không? Rồi khí SO2 do các nhà máy thải ra là nguyên nhân chính trong việc gây ô nhiễm môi trường. Theo quy chuẩn, nguyên nhân chính ô nhiễm môi trường là SO2 nha, chứ không phải là NOx nè. Vì trong giữa hai cái khí đó thì cái SO2 là bạn phải nhớ là tỷ lệ nhiều á. Rồi, theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh ở quy chuẩn Việt Nam tháng 5 năm 2023 bảo gì à? Cái gì? Cái chữ BTN có lẽ là cái chữ này là môi trường nè. À. Còn cái chữ này là bảo gì
chung là thầy cũng không rành cái này nữa mà. Tức là theo quy chuẩn quốc gia, còn cái chất lượng không khí xung quanh, cái chữ tài nguyên quá, là tài nguyên môi trường, có thể là vậy ha, theo báo tài nguyên môi trường hay gì đó, tôi cũng không rành, nói chung là vậy đi. Rồi thì số lượng SO2 vượt quá 350, cái này gọi là microgram trên mét khối, 350 microgram trên mét khối. Đó, một micro là mình học là 10 mũ trừ 6, đúng không? Gam là một microgram là bằng 10 mũ trừ 6 gam, tức là nó rất là nhỏ, tức là một gam là bằng 1 triệu á, microgram là 10 mũ 6. Cho nên khi mình đổi ra như vậy, nhưng mà ở đây nó dùng, nó thích dùng đơn vị vậy đó. Được chưa? Mình dùng theo micro, mình không cần đổi gì gam nha. Rồi, quá nó quá nhỏ, giống như vàng mà mình kêu bán 1 ký vàng sao bán được. Đúng không? Mình phải dùng cái đơn vị của vàng là theo cái đơn vị riêng của nó. Thì đơn vị riêng của nó là đơn vị này nè. Trong không khí, do không khí đo à, trong 1 giờ ở một thành phố coi như là bị ô nhiễm. Tức là nếu không khí đo trong 1 giờ thành phố nào đó mà nó vượt quá này là nó bị ô nhiễm. Nếu người ta lấy 50 lít khí không khí trong 1 giờ thành phố và thấy được có 0,012 miligam SO2 thì không khí ở đó có bị ô nhiễm hay không? Bạn hiểu không? Cái này là mình nhìn vô cái đơn vị nè, mình thấy cái này nè, đó chính là cái khối lượng chia cho thể tích. Bây giờ nó cho đây thể tích nè, mà nó cho đây thể tích là lít, mà trong khi đây á, nó cho thể tích là mét khối, hiểu ha? Đó, mét khối. Còn ở đây á là nó cho miligam, còn đây nó cho là microgram. À, tức là mình cần phải lấy gì? Mình phải lấy khối lượng chia cho thể tích. Thì đây mình phải lấy này, cái khối lượng này chia cho thể tích. Đó. Và theo đúng đơn vị nó, nếu nó lớn hơn số 350 này thì sao? Thì nó bị ô nhiễm à, tức là nó hỏi có ô nhiễm hay không. Còn nếu nó nhỏ hơn là nó không bị ô nhiễm. À. Tức là ở đây mình hiểu như thế nào? Tức là mình hiểu là chắc chắn là mình phải có những cái điều bạn thấy rất là lạ nè, bạn phải nhớ nè. Tức là mình hiểu đó là 1.000 lít, 1.000 lít giống như mình sử dụng nước là bằng 1 mét khối. Đó, cái này là ứng dụng cho không khí và cả nước. Đó, nước, tức là thí dụ người ta nói là gia đình anh xài tháng này bao nhiêu mét khói, tức là mình nói là xài 2 mét khói là mình xài 2.000 lít. À, thí dụ xài 3 mét khói là 3.000 lít, thì không khí cũng vậy đó. Mình hiểu ha? Tức là ứng với một mét khói là nó sẽ có là 1.000 lít. Cho nên cái từ lít này nè, mình không đổi ra mét khói là không được, sai. Cái thứ hai là miligam nè, 1 gram thì bằng 1.000 miligam, giống như là mình hiểu là 1 km này. Mình phải hiểu sự tương ứng nha, 1 km thì bằng 1.000 mét, thì mình phải hiểu tương ứng nó là gì. 1 mg thì nó bằng 1.000 gram, à, sẽ là 1 gram là bằng 1.000 mg chứ. À, thêm chữ mi đi m không kia nói gì đây, 1 lít đi, 1 lít là bằng 1.000 ml. Rồi thì ta phải hiểu sự tương ứng là một một gam, 1 gam thì nó bằng 1.000 mg. Đây là chữ lít nha, chữ lít này. Chữ lít này đi, chữ lít này, chữ lít này để gì khó nhìn. Có những cái chúng ta không có biết hết được, đúng không? Chúng ta thấy cái ký tự của nó L nè, ML thì chúng ta cũng bắt chước nè. Yeah, tức là nó sẽ giống á, được chưa? À, thì chúng ta mới hiểu được. À, nói như vậy để cho mình hiểu được cái bản chất của nó nha. Tức là ta có nè, là mình đổi về mét khói nha, 50, tức là ta có là gì, một một mét khói à, không khí ứng với, được chưa, năm một mét khói ứng với 1.000 lít không khí, thì từ đó mình phải suy ra đó,
là 50 lít không khí ứng với, tức là dùng tam sức 50 nhân 1 chia ngàn, hiểu không? Đó. Được chưa? 50 chia cho 1 nhân ngàn tức là sao? 50 chia cho ngàn thôi chứ mà mình hiểu không? 50 chia cho ngàn thôi chứ mình nhân 1 chia cho nó mệt. Tức là 50 chia cho ngàn là bằng 0,05 mét khối. Đó. 50 lít không khí ứng với 0,05 mét khối không khí. Và đổi tiếp theo nè. Đó là gì? 1 gram. 1 gram không, SO2 ứng với 1 gram khí SO2, gram SO2 ứng với là 1.000 mg SO2. Thì từ đó mình suy ra 0,01 mg SO2. À, xin lỗi. Cái này mg đổi qua microgram. Vì cái micro của mình là nhân 10 mũ trừ 6, tức là mình phải nhớ công thức này. Một 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 gram nha là bằng 10 mũ 3, tức là 1.000, bằng 1.000 mg. Còn đổi qua mg đó là bằng 10 mũ 6 microgram. Tức là mấy cái đơn vị hôm trước mình học rồi đó. Thầy kia học là micro nè, nano nè, đúng không? Nano, micro và deco. Đó là mấy cái đó phải thuộc, còn không thuộc mấy đó là không được. Cho nên không thuộc là cái bài này bị out à, thấy chưa? Đó, cho nên buộc phải thuộc cái đơn vị đổi. Còn không thuộc bài này biết đâu làm. Tức là từ mili nè, mình đổi qua micro là mình chỉ nhân cho 10 mũ 3 thôi nha, tại 10 mũ 3 lên 10 mũ 6 lên 10 mũ 3 thôi. Tức là 1 mg ở đâu 2 thì ứng với là 10 mũ 3 hay là 1.000. 1.000 microgram SO2. Như vậy suy ra 0,012 mg SO2 ứng với là mình lấy mình sẽ lấy nhân nhân cho 0,012 nhân cho 1.000 chia cho 1 khỏi chia đi. Đúng không? 0,012 nhân cho 1.000 là nó ra 12 microgram. À, rồi sau đó chúng ta mới tính ha. Tính cái này ta gọi là nếu lượng N2 vượt quá 0,5. Tức là ở đây chúng ta theo quy chuẩn quốc gia về chất lượng không khí ha, nếu lượng N2 vượt quá bao nhiêu đây trong không khí thì được coi là bị ô nhiễm. Rồi, như vậy ở đây chúng ta mới tính là chúng ta mới nói ha. Thì cái này ta gọi là cái gì bạn biết không? Khối lượng chia cho thể tích. Tức là D, D bằng M, khối lượng chia cho V. Tức là ta gọi là khối lượng riêng. À, chính xác của nó, cái thuật ngữ của nó chính là khối lượng riêng. Được chưa? Tức là khối lượng riêng của SO2 trong không khí ở thành phố này là mình sẽ lấy là M. À, M đó, rho, đúng là chữ đó là chữ rho, chuẩn xác của mình học là rho, nhưng mà ta không cần ghi là rho bằng M chia cho V. M là khối lượng mình dùng ở đây là đơn vị mg, cho nên nó sẽ bằng là 12. V là 0,05. 12 chia 0,05 bằng 240 mi rogam trên mét khối. Cái này nó nhỏ hơn hay lớn hơn? Nhỏ hơn 350, đúng không? Microgam trên mét khối. Vậy thì sao? Vậy nha. Không khí ở thành phố này chưa bị ô nhiễm. Vì qua cái bài này mình cũng phải hiểu ha. Đây chính là cái kiến thức bổ sung, bổ sung kiến thức. Mình làm gì mình thấy nó dễ hiểu đúng không? Thầy giảng cho em thấy đơn giản lắm, cái gì cũng vậy, mình học mình biết cái cách để mình ứng dụng, mình khai thác nó thì nó sẽ dễ dàng nhớ và nó sẽ nhớ lâu và hiểu nữa. Còn nhiều khi nó giải nó ghi lung tung, bạn nó ghi có dòng hay dòng ra, nó để số liệu vô mình cũng không biết nó ghi cái gì nữa.
cái gì đâu mà mình nhìn vô mình khó hiểu. Tôi cũng không thích cái kiểu ghi theo sách giải đâu các bạn, hay không cái sách mà hướng dẫn của giáo viên rồi đó, nhiều khi ghi ra là chỉ dành cho giáo viên chứ không phải dành cho học sinh, mà nhiều khi giáo viên á, lấy cái đó để giải cho học sinh mới chết, học sinh đọc nó không có hiểu, nó phải là thực dụng lắm, nói cái kiểu đơn giản nhất nó mới hiểu được, còn nói kiểu mà bỏ qua giai đoạn đốt cháy là thua đấy. Dạy kiểu đó là tới hồi nó sợ cái môn đó luôn, cũng không biết tại sao ra cái đó. Rồi cái gì hiểu ha, các bạn có thắc mắc chỗ nào không? À, không có thì vậy ha. Bây giờ thế này nè, là à, mình nghĩ ha.